là phần nổi của tảng băng. Chúng ta cần phải điều trị đầy đủ toàn diện người bệnh tất cả các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là tăng huyết áp, là tăng đường huyết, là tăng lipid máu. Ngoài ra những yếu tố nguy cơ khác chúng ta cần phải đánh giá và điều trị, ví dụ như là béo phì, tình trạng hoạt động thể lực, tình trạng dinh dưỡng, tình trạng hút thuốc lá. Ngoài ra còn có những cái yếu tố nguy cơ khác mang tính chất là vĩ mô, ví dụ như là ô nhiễm không khí hoặc là đói nghèo. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 với chủ đề là đánh giá và quản lý toàn diện bệnh nhân đái tháo đường type 2 để bảo vệ sớm chức năng tim và thận. Chúng ta sẽ gặp gỡ hai chuyên gia. Đầu tiên, cho phép tôi xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Huyền. Cô là trưởng khoa nội tiết và cơ xương khớp Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, là giảng viên của môn nội trường Đại học Y Hà Nội. Vâng, xin chào quý thầy cô và anh chị. Xin chào các quý đồng nghiệp đang theo dõi chương trình KEMI. Chuyên gia thứ hai chúng ta sẽ gặp gỡ đó là Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Bảy. Thầy là trưởng khoa nội tiết và đái tháo đường của Bệnh viện Bạch Mai, giảng viên bộ môn nội trường Đại học Y Hà Nội. Xin kính chào quý vị đại vị khán giả, kính chào tất cả các bạn đồng nghiệp. Còn tôi là bác sĩ Văn Đức Hạnh ở Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Chúng ta đều đã biết là tiểu đường đang là một gánh nặng toàn cầu và Việt Nam của chúng ta cũng không nằm ngoài xu thế đó. Vậy thì đầu tiên xin mời cô Huyền sẽ cho chúng ta một cái nhìn hết sức tổng quan về gánh nặng bệnh lý tim mạch và biến chứng tim thận ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn phần giới thiệu của bác sĩ Hạnh. Như chúng ta đã biết cũng như phần dẫn chương trình và tiếp nối, nếu như các quý thầy cô các anh chị đã có thời gian cũng như có thể nghe cái tóm lược của cái chương trình KEMI lần trước, chúng ta đã nghe đến các cái biến cố cũng như là các cái gánh nặng về bệnh lý tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường. Và hôm nay cũng theo cái chuỗi này thì các gánh nặng của đái tháo đường và các biến chứng tim thận như thế nào? Như chúng ta đã biết tại thời điểm chúng ta ngồi đây, trên thế giới tỷ lệ mắc đái tháo đường cũng tăng cao. Nhưng đơn cử con số của Việt Nam, khi mà chúng tôi ngồi đây, thầy Bảy, thầy Hạnh cũng như tôi ngồi đây, thì con số các bệnh lý bệnh nhân đái tháo đường Việt Nam mà được phát hiện liên quan đến con số cụ thể là có thể là 5 triệu người. Và các cái vấn đề đấy, đái tháo đường của chúng ta thì tại thời điểm được phát hiện cũng như cái buổi trước chúng ta tiếp nối thì ít nhất đã có một cái biến chứng. Và các cái chi phí dành cho quản lý các biến chứng đôi khi lại là cái phần chìm nhưng mà là phần chìm rất là to của cái tảng băng mà như phần bác sĩ Hạnh vừa mới đưa ra cái phần tóm tắt. Thì như chúng ta đã thấy tác động trên phần đái tháo đường, ước tính đến năm 2035 thì trên thế giới có khoảng độ gần 600 triệu bệnh người dân chịu đái tháo đường. Và các đái tháo đường nó tác động đến rất nhiều các cơ quan mà ở đây chúng ta có thể nhìn thấy, như là gia tăng các tỷ lệ của suy tim, gia tăng các cái tỷ lệ nhập viện ở suy tim, gia tăng các cái biến cố của bệnh lý tim mạch liên quan đến các bệnh mạch máu. Và chính vì vậy cái tỷ lệ tử vong về bệnh lý tim mạch do bệnh nhân đái tháo đường nó có thể tăng gấp 2 đến 4 lần so với những người không có đái tháo đường. Bên cạnh đó thì biến chứng thận thì làm sao? Như chúng ta đã nhìn thấy ở trên hình, đó là các cái liên quan đến bơm là của vấn đề tim. Các mạch máu gia tăng tỷ lệ xơ vữa như tôi đã nói. Còn liên quan đến thận thì nó làm gia tăng các cái tỷ lệ của suy thận. Ở suy thận có các yếu tố, một số các yếu tố để làm gia tăng đến các cái biến cố suy thận ở trên quần thể đái tháo đường cũng như quần thể người Việt Nam hay quần thể người châu Á nói chung. Tỷ lệ bệnh thận xuất hiện và đã các tỷ lệ bệnh thận giai đoạn cuối nó làm gia tăng các cái tỷ lệ lọc thận hàng đầu của bệnh nhân đái tháo đường. Và bên cạnh đó thì cái quần thể người châu Á cũng mắc đái tháo đường thì có tỷ lệ biến cố thận cao hơn các cái quần thể khác. Và chúng ta cũng thấy nó có cái con đường nào mà dẫn đến các cái biến cố tim mạch, thận và đái tháo đường, nó tạo nên một cái điểm chung. Trên hình là tôi đơn cử một cái yếu tố tăng trưởng, nhưng đa phần người ta nhìn thấy những bệnh lý đái tháo đường, các bệnh nhân có các hội chứng chuyển hóa thì có một cái yếu tố chung, đó là gia tăng các yếu tố tiền viêm, các yếu tố anti-lectin, và nó làm kích hoạt liên quan đến các cái bệnh lý tim mạch, chẳng hạn như bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, bệnh lý xơ vữa, bệnh động mạch vành. Bên cạnh đó thì các cái bệnh lý liên quan đến thận như là các cái giáng hóa ở các cái mức lọc cầu thận cũng là tổn thương thận và dẫn đến suy thận, thì nó nằm ở trong một cái chuỗi chung
tức là có các cái điểm chung, các điểm chung của ba bệnh lý. Các bệnh lý chuyển hóa thì nó liên quan đến kháng insulin, các rối loạn chuyển hóa lipid, và chính vì vậy kiểm soát đường máu không thôi là chưa đủ, nó làm gia tăng các cái gánh nặng. Và làm thế nào kiểm soát được đường máu và kiểm soát được các gánh nặng bệnh tật đi kèm, đấy là cái đích mà các diễn đàn, các quý đồng nghiệp, các quý thầy cô, quý thầy đồng nghiệp có thể chia sẻ, cũng như có thể được nghe và trong buổi trước cũng như bài trình bày ở trong buổi này. Tuy nhiên nó là một cái vấn đề rất rất thường gặp, nhưng các con số đã được nhìn nhận hay chưa? Hay chúng ta, các nhà làm lâm sàng, thực hành lâm sàng, những người điều trị bệnh nhân đái tháo đường, các nhà tim mạch học điều trị các bệnh nhân tim mạch và đái tháo đường đã đề cập, đã nhìn nhận đến các con số, đến bệnh lý, các tiến triển của bệnh thận đái tháo đường, các vấn đề biến chứng tim thận của bệnh nhân đái tháo đường hay chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên hình, ở nước Đức, Nhật, những nước châu Âu rất là phát triển, đúng không? Đức, Nhật hay Na Uy, nước Bắc Âu rất phát triển. Thì cái tỷ lệ chúng ta nhìn thấy ở bên góc trái của màn hình thì các biến cố liên quan đến biến chứng của tim, thận, các mạch máu của thận là lên đến 66%, tức là khoảng độ 1/3. Ở Thụy Điển nó cũng chiếm khoảng độ gần 50%, là 48%. Ở Na Uy cũng khoảng xung quanh 50%. Thế còn ở Nhật, một nước châu Á như chúng ta, thì cái tỷ lệ các biến cố chúng ta có thể nhìn thấy là cũng lên đến 70%. Và chúng ta đã hiểu rằng quần thể châu Á của chúng ta có tỷ lệ các biến cố bệnh thận nó còn cao hơn các quần thể của châu Âu. Và chính vì thế, diễn tiến của một bệnh nhân đái tháo đường, như chúng ta đã biết, từ giai đoạn mới được chẩn đoán, bệnh nhân đã phải chịu các cái tiến trình âm thầm của các tổn thương mạch trước đó. Vì chúng ta biết cái tiến trình của các cái tiền đái tháo đường rối loạn dung nạp nó diễn tiến có thể 5 đến 7 năm trước đó. Thế nên một người chẩn đoán tối thiểu có thể có một các cái biến chứng, chưa kể các cái giai đoạn tiếp theo. Và nếu như chúng ta không điều trị sớm, chúng ta không nhắm vào vấn đề kiểm soát đường máu cũng như các bệnh lý đi kèm, làm trì hoãn các cái biến chứng, thì tiến triển tự nhiên của bệnh lý đái tháo đường nó làm gia tăng các cái biến cố liên quan đến tim mạch, gia tăng các tỷ lệ nhập viện do suy tim, gia tăng các tỷ lệ bệnh thận giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo, và cũng dẫn các cái biến tổn thương xơ vữa mạch máu, làm gia tăng các tỷ lệ đột quỵ vì máu cơ tim và vân vân. Cũng như chúng ta nhìn thấy các cái tiến triển của bệnh lý tim, thận, mạch máu như hình chúng tôi đã nói, nó có mối tương tác, và chúng ta sẽ được xem các ca lâm sàng mà các chuyên gia ở đây, có bác sĩ Bảy, tôi cũng như bác sĩ Hạnh có thể chia sẻ trong các slide ngay sau. Vâng, thưa các bạn đồng nghiệp, như vậy chúng ta thấy rằng là biến cố tim mạch và thận là những biến cố hàng đầu cũng như là những biến cố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tính mạng và bệnh tật của người bệnh tiểu đường. Và chúng ta sẽ đi vào một tình huống lâm sàng đầu tiên rất hay gặp ở trong cộng đồng, đó là một trường hợp của một người bệnh trung tuổi. Bệnh nhân này mới được chuẩn đoán tiểu đường trong vòng 6 tháng thôi, và bệnh nhân hoàn toàn chưa có các biến cố về mạch máu, gồm có cả mạch máu lớn và mạch máu nhỏ. Vậy thì thái độ điều trị của chúng ta như thế nào đối với một bệnh nhân vừa mới được chuẩn đoán tiểu đường và chưa có biến chứng, thưa thầy Bảy ạ? Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi nghĩ đây là một trường hợp cũng không phải hiếm gặp. Đối với các bác sĩ nội tiết chúng tôi thì mỗi một tuần chắc chúng tôi cũng có ít nhất là khoảng độ 2 bệnh nhân đến gặp chúng tôi trong cái tình trạng tức là mới được chẩn đoán, và có thể anh em nhờ xem hộ, còn các bác sĩ phòng khám thì chắc là các bạn sẽ có gặp nhiều hơn. Đây là một cái bệnh nhân mà chưa có một chút biến chứng nào, kể cả biến chứng mạch máu nhỏ, biến chứng mạch máu lớn. Tôi vẫn muốn lưu ý các bạn đưa ra được một cái nhận định là bệnh nhân chưa có biến chứng mạch máu nhỏ, mạch máu lớn, là các bạn phải hết sức cẩn trọng. Chúng ta phải đánh giá toàn diện, tầm soát tất cả các biến chứng, chúng ta mới được phép đưa ra cái nhận định như thế này. Bởi vì rất nhiều các bệnh nhân chúng ta được phát hiện muộn đã có thể là có các cái biến chứng rồi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ, sau khi có chẩn đoán chúng ta sẽ phải điều trị. Nhưng mà đối với những cái bệnh nhân đái tháo đường, nếu như cách đây khoảng độ 5 năm, 6 năm, thì cái mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là nhắm đến, chúng ta muốn là bệnh nhân giảm được bao nhiêu đường huyết, chúng ta giảm được HbA1c là bao nhiêu. Tuy nhiên chúng ta để biết là đặt ở cái thời điểm hiện tại, nếu bệnh nhân đến với chúng ta ngày hôm nay, thì cái câu hỏi chúng ta sẽ không phải là chúng ta muốn giảm HbA1c bao nhiêu, mà là chúng ta phải đánh giá xem là bệnh nhân này có nguy cơ về mặt tim mạch, nguy cơ bị các biến chứng về thận, hay là về các cái biến chứng khác, để chúng ta quyết định cái phương án điều trị bên cạnh cái việc kiểm soát đường huyết. Vậy thì đối chiếu lại đối với cái hướng dẫn điều trị của ESC mà năm 2019 người ta đưa ra, thì chúng ta thấy cái bệnh nhân này là một bệnh nhân đái tháo đường type 2 dưới 50 tuổi, thời gian mắc đái tháo đường mới 6 tháng, và chúng tôi tầm soát không thấy có một cái biến chứng tim mạch, mạch máu lớn, mạch máu nhỏ nào. Và như vậy bệnh nhân này thì ta được coi xếp
vào là cái nhóm nguy cơ trung bình về mặt tim mạch. Vậy thì cái đầu tiên đối với tất cả các bệnh nhân thì chúng ta phải lưu ý các bệnh nhân là phải điều chỉnh chế độ ăn và thay đổi lối sống. Một cái biện pháp mà chúng tôi vẫn đánh giá là hết sức quan trọng và hết sức hiệu quả, nhưng mà cái tuân thủ cũng như là cái hiệu quả nó sẽ giảm dần theo thời gian. Ngày hôm nay chia sẻ với các bạn thì rất vui là chúng ta có một cái thông tin mới mà vừa diễn ra cách đây đúng một tuần là tại hội nghị đái đường của Hoa Kỳ lần thứ 80. Thì trong cái hội nghị này người ta đưa ra một cái khuyến cáo mới về cái mức hoạt động thể lực cho các cái kể cả trẻ em và những người trưởng thành. Thì với những người mà dưới 55 tuổi giống như là cái bệnh nhân của tôi thì người ta khuyến cáo là chúng ta phải hoạt động thể lực ít nhất là 150 đến 300 phút trong một tuần, tức là khoảng độ từ 2,5 đến 5 giờ trong mỗi một tuần. Nếu trước đây người ta nhấn mạnh là chỉ là 150 phút là được thì bây giờ người ta nhấn mạnh là chúng ta có thể hơn như thế nữa. Và đặc biệt người ta nhấn mạnh là cái cường độ là phải từ trung bình hoặc là mạnh trở lên, tức là những cái bài tập ví dụ như bệnh nhân phải đi bộ nhanh hoặc là chạy. Và đặc biệt là người ta nhấn mạnh bên cạnh cái việc những cái tập, những bài tập gọi là aerobic như thế, chúng ta phải lưu ý là bệnh nhân phải có những bài tập tăng cường sức cơ, ví dụ như là chống đẩy hoặc là tập tạ, thì cái đó rất là tốt để nó không chỉ giúp cho là kiểm soát đường huyết, mà với những người mà chưa bị đái tháo đường thì nó còn giúp cho cái việc là phòng ngừa cái đái tháo đường của các bệnh nhân lên. Chúng ta cũng đều biết là với tất cả các bệnh nhân đái đường hiện nay thì bên cạnh thay đổi lối sống thì chúng ta bắt buộc phải lựa chọn một cái thuốc cho bệnh nhân, chứ không có thời gian là chỉ điều chỉnh bằng cái chế độ ăn hoặc thay đổi lối sống đơn thuần. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ lựa chọn thuốc nào cho bệnh nhân. Với một cái bệnh nhân mà chưa có một cái biến chứng nào thì chúng ta thấy là cái quyền lựa chọn chúng ta sẽ phải dựa trên rất là nhiều các yếu tố. Vì bệnh nhân này là chưa có bệnh lý tim mạch, chưa có suy thận và chưa có bệnh suy tim, trên chúng ta có thể lựa chọn thuốc ức chế SGLT2 hoặc là các thuốc độc vận GLP-1 như là các cái khuyến cáo. Nhưng mà chúng ta cũng phải cân nhắc những cái yếu tố khác thì chúng ta chọn lựa. Ví dụ như là bệnh nhân này có nguy cơ hạ đường huyết cao hay không, bệnh nhân này cái có BMI là bao nhiêu và chúng ta mong muốn là bệnh nhân tăng cân hoặc là giảm cân. Và cái cuối cùng chúng ta phải cân nhắc đấy là cái chi phí điều trị. Lưu ý các bạn một chút là chúng tôi bây giờ bên cạnh cái điều trị những bệnh nhân mới này, chúng tôi bao giờ cũng đặt một cái mong muốn và đặt một câu hỏi cho bệnh nhân là bác thấy cân nặng của bác như thế này là vừa hay chưa, bác tăng hay là giảm. Và nếu người ta nói đúng thực sự theo cái BMI mà chúng ta nghĩ thì chúng ta có thể chấp nhận. Nhưng nếu không, nhiều người người ta có BMI vẫn dạng thừa cân mà người ta vẫn nói là người ta bình thường, thì chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân, hướng dẫn cho bệnh nhân để người ta đạt được cái kiểm soát cân nặng cho bệnh nhân. Và như vậy với bệnh nhân này chúng ta thấy là chúng ta có thể chọn lựa bất cứ cái loại thuốc nào tùy thuộc vào cái mức độ đường máu và HbA1c, vì chúng ta đều biết là metformin và SU vẫn là loại làm giảm đường huyết nhiều nhất. Còn ức chế SGLT2 và ức chế D4 thì cái hiệu quả kiểm soát đường huyết giảm HbA1c của bệnh nhân vừa hơn. Và với một cái bệnh nhân mới phát hiện đái đường như thế này và chưa có biến chứng gì thì tôi nghĩ chắc là bệnh nhân chưa cần phải dùng đến insulin cho các bệnh nhân như thế này. Nhìn vào đây như tôi nói là cái việc mà chúng ta chọn lựa thuốc nào tùy thuộc cái mức HbA1c, chúng ta thấy là metformin và SU là cái hiệu quả nhất. Sau đó chúng ta thấy cái nhóm thứ hai nhắc lại đó là ức chế D4 hoặc là ức chế SGLT2. Và ví dụ như thuốc ức chế SGLT2 ở đây chúng ta thấy là có thể làm giảm HbA1c khoảng độ từ 0.8 trên 2%. Các bạn có thể thắc mắc là tại sao cái mức HbA1c nó lại ở một cái khoảng rộng như thế này, thì các bạn đều lưu ý là cái mức giảm đường huyết, giảm HbA1c nó sẽ tùy thuộc vào cái mức đường huyết và HbA1c ban đầu. Nếu một bệnh nhân ban đầu HbA1c càng cao thì nó sẽ làm càng giảm được đường huyết nhiều, còn HbA1c bệnh nhân cao vừa thì nó sẽ làm giảm ít hơn. Bên cạnh việc giảm HbA1c thì ức chế SGLT2 cũng có thể làm giảm được cái đường huyết lúc đói vào khoảng độ sấp xỉ là 20 mol trên lít, và giảm cái đường huyết sau ăn thì lại còn nhiều hơn, là sấp xỉ vào khoảng độ xung quanh khoảng độ 30 mol trên lít. Đó là những cái chúng ta cũng phải lưu ý. Vì bên cạnh HbA1c thì chúng ta phải chú ý đến cả cái đường huyết sau ăn, cũng là một cái thông số mà bây giờ người ta nhấn mạnh rất là quan trọng trong vấn đề kiểm soát đường huyết cho các bệnh nhân. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nếu như bệnh nhân này mà HbA1c của người ta cao, hoặc sau một thời gian người ta dùng thuốc đơn trị liệu mà thường theo cái xu hướng ở Việt Nam chúng ta, thì tôi được biết là đa phần chúng ta sẽ lựa chọn là metformin mà không kiểm soát được đường huyết, thì cái diễn tiến bệnh nhân có thể đến với chúng ta sau, có những người mà sau khoảng độ 2 năm, 3 năm bị đái đường, hoặc là bệnh nhân này đến với chúng ta tuy chỉ là 6 tháng thôi nhưng mà người ta thực sự là đến với chúng ta quá muộn, người ta đã bị hỏi lại thì các triệu chứng đái đường có thể đã 3-4 năm rồi, và HbA1c người ta có thể thường là trên 9%. Theo cái khuyến cáo của AACA, Hội Nội Tiết Lâm Sàng Hoa Kỳ, thì chúng ta phải đặt vấn đề cân nhắc là chúng ta có thể phối hợp thuốc hay không, vì một thuốc thì thường là không làm giảm được quá 2% HbA1c, dù là SU hay là metformin, trên chúng ta cần phải đặt cái vấn đề là cái lựa chọn thuốc. Thì chúng ta nhìn vào đây, chúng ta hiện tại chúng ta đang có khoảng độ 8, ít nhất là 8 cái hướng tiếp cận
8 cái nhóm thuốc tác động vào các cái cơ chế bệnh sinh khác nhau của đái tháo đường. Tuy nhiên thì nó tựu chung thì nó chia vào làm 3 nhóm. Một nhóm đầu tiên đó là kích thích tăng tiết insulin, ví dụ như là SU hoặc là glinit. Nhóm thứ hai là giúp làm tăng cái tác dụng của insulin, hay nói cách khác làm giảm đề kháng insulin, ví dụ như là metformin hoặc là ức chế DB4 hoặc là glitazone. Và cái nhóm thuốc mà chúng ta có mới có gần đây đó là thuốc ức chế ST2, là một nhóm mà nó tác động, cơ chế tác dụng của nó là độc lập, không phụ thuộc vào insulin. Vậy thì cái cách phối hợp thuốc của chúng ta là chúng ta nên sử dụng các thuốc có cơ chế tác dụng khác nhau. Và nếu chúng ta muốn nhìn nhận về một con đường đi lâu dài của bệnh nhân, lâu dài là như thế nào, tức là thường lâu dài người ta mong muốn là không bị biến chứng, kiểm soát đường huyết ổn định, và đặc biệt là bệnh nhân người ta không phải tiêm insulin, và cũng đồng thời là hạn chế nguy cơ hạ đường huyết, thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng những cái thuốc mà không làm tăng cái nồng độ insulin lên, ví dụ như các thuốc làm giảm đề kháng insulin hoặc là các cái thuốc là tác dụng độc lập với insulin. Và rất may mắn là những cái nhóm thuốc này, ví dụ như là metformin, ví dụ như là độc vận GLP-1 hoặc ức chế GT2, thì chúng ta đều biết là bên cạnh thì kiểm soát đường huyết, nó còn có những cái lợi ích là làm giảm được các cái biến chứng tim mạch, rồi thận, rồi còn cả trên cả suy tim. Thì đó là những cái điều mà chúng ta sẽ phải cân nhắc. Đây là một cái ví dụ các bạn thấy là cái liều các bệnh nhân mà dùng dapagliflozin, thì chúng ta thấy là một thuốc ức chế ST2 nó có thể phối hợp được với tất cả các thuốc đái đường khác. Nó có thể dùng đơn trị liệu, nhưng khi cần phối hợp nó có thể phối hợp với metformin, phối hợp với SU, phối hợp với lại pioglitazone, hoặc là phối hợp với hai thuốc vừa metformin vừa SU, hoặc là đôi khi nó có thể phối hợp thêm với cả insulin và thêm 1, 2 hoặc là 3 loại thuốc uống khác nữa. Thì chúng ta thấy, nhìn trên này chúng ta thấy cái hiệu quả giảm HbA1c của các bệnh nhân dùng với liều 10mg thì sấp xỉ là làm giảm được khoảng độ 1% HbA1c. Còn những bệnh nhân mà dùng cái liều 5mg sẽ làm giảm được khoảng độ 0,7-0,8% HbA1c. Và đó là một cái thông số mà chúng ta cần phải lưu ý khi chúng ta lựa chọn cái thuốc cho bệnh nhân để đạt được cái mục tiêu HbA1c mong muốn. Cái câu hỏi sẽ nhiều người hỏi là vậy thì với bệnh nhân này chúng ta có nên dùng các thuốc ức chế SGLT2 hoặc là đồng vận GLP-1 ngay từ đầu hay không? Bởi vì chúng ta thấy đây là một cái nhóm thuốc tốt, và như tôi nhấn mạnh là bên cạnh cái việc là kiểm soát đường huyết, nó còn làm giảm được cái nguy cơ tim mạch. Thì giới thiệu với các bạn là tại ADA vừa rồi thì có một cuộc tranh luận là chúng ta có nên dự phòng tiên phát bệnh lý tim mạch bằng các nhóm thuốc này hay không. Thì bác sĩ Kosiborod là các người mà các bạn rất là quen thuộc, là ông ở trường đại học Kansas, là tác giả mà rất là nổi tiếng với các cái nghiên cứu Siberia 1, 2, 3 đấy ạ. Thì ông là người rất là ủng hộ, và lý do là tại sao, vì ông nói là bởi vì nếu chúng ta trông chờ vào những cái bệnh nhân mà được điều trị đầy đủ, kiểm soát tất cả cái yếu tố nguy cơ trong thực hành lâm sàng, thì cái tỷ lệ nó rất là ít, chỉ vào khoảng độ 7% mà thôi. Và như vậy nếu chúng ta mong muốn, mà như ADA nhấn mạnh là bên cạnh thì kiểm soát đường huyết, chúng ta cần phải kiểm soát cả các yếu tố nguy cơ tim mạch và làm giảm yếu tố nguy cơ tim mạch, giảm biến chứng, giảm tử vong tim mạch, và phải coi đây là mục tiêu chính, thì chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta sử dụng, và chúng ta không nên chờ đợi. Tuy nhiên một cái điều các bạn lưu ý là cái giá chúng ta sẽ phải trả. Ví dụ trong một cái nghiên cứu với lại dulaglutide thì thấy là nếu mà là giảm được dự phòng một dulaglutide là một thuốc là đồng vận GLP-1, thì nếu chúng ta dự phòng được một cái trường hợp tử vong tim mạch, chúng ta có phải tiêu tốn khoảng độ 3,4 triệu đô la. Đấy là cái giá ở Mỹ, và cũng đó là một cái mà các bệnh nhân của chúng ta sẽ phải lưu ý đối với các bệnh nhân này. Vâng. Thưa các bạn đồng nghiệp, như vậy là biến chứng tim mạch và thận là những biến chứng hay gặp nhất, và giáo sư Bảy cũng vừa mới nhấn mạnh với chúng ta là chúng ta cần phải làm giảm những cái biến cố tim mạch và thận càng sớm càng tốt. Và ở những bệnh nhân mà tiểu đường mới phát hiện, nếu mà chúng ta thành công được với đơn trị liệu thì tốt, còn nếu không chúng ta cần phải phối hợp thuốc để chúng ta đạt được mức đường máu mục tiêu, cũng như là để làm giảm biến cố tim mạch. Phần thứ hai vô cùng quan trọng đấy chính là thay đổi lối sống, hoạt động thể lực đóng vai trò vô cùng quan trọng để chúng ta có thể kiểm soát được đường huyết. Và trên thực hành lâm sàng thì thầy Bảy ạ, em cũng gặp một số những câu hỏi liên quan đến hoạt động thể lực. Câu hỏi đầu tiên là người bệnh đến gặp bác sĩ và hỏi rằng là tôi làm đồng, tôi làm công việc hàng ngày, vậy thì tôi có thay thế được cho cái việc hoạt động thể lực không ạ? Vâng, cái điều tôi trả lời luôn là được. Bởi vì tại sao? Bởi vì các khuyến cáo hướng dẫn thể lực thì người ta đều nói là làm việc nhà, đấy là một cái hoạt động thể lực rất là tốt. Và nếu chúng ta làm công việc hàng ngày, ví dụ làm đồng, thì chắc chắn là cái cường độ hoạt động thể lực của chúng ta còn cao hơn, mạnh hơn, và thời gian
lâu hơn. Và cái đó cũng là một cái đó người ta nhấn mạnh là chúng ta nên kết hợp giữa cái chuyện hoạt động thể lực và các công việc hàng ngày, và đặc biệt là những cái công việc mà có sự tham gia của gia đình, của nhiều người, bạn bè, người thân, thì cái hiệu quả bao giờ nó sẽ cao hơn. Về cái vấn đề hoạt động thể lực này thì tôi cũng xin phép tham luận một chút xíu. Người ta phân ra là các mức độ hoạt động thể lực, có thể là mức độ như thầy Bảy nói, từ mức nhẹ cho đến mức trung bình, mức rất cao. Nhưng tuy nhiên cũng có thể hoạt động thể lực trong lúc nghỉ ngơi, hoạt động thể lực trong thời gian làm việc. Thì cái ghi nhận người ta thấy rằng ở trong những nước đang phát triển, với cái còn hoạt động thể lực trong thời gian di chuyển nữa, thì đa phần di chuyển chúng ta bằng các phương tiện giao thông, có thể ô tô, thì cái hoạt động thể lực trong lúc di chuyển thì đa phần là rất là thấp ở những nước đang phát triển, cũng như là ở Việt Nam chúng ta đã phát triển. Nhưng hoạt động thể lực trong lúc công việc như những người làm nhà nông thì nó rất là cao. Nhưng tuy nhiên nếu tốt hơn nữa, chúng ta vẫn dành một cái thời gian riêng hoạt động thể lực trong lúc tĩnh tại, bởi vì cái thời gian lúc tĩnh tại của chúng ta quá là cao. Và ghi nhận cho thấy nếu thời gian tĩnh tại của mỗi con người mà 30 phút liên tục, chẳng hạn như chúng ta diễn ra các cái buổi này, chúng tôi cũng đang ngồi yên 30 phút chẳng hạn, thì cái nguy cơ của cái biến cố tim mạch nó cũng tăng lên. Như vậy chúng ta vẫn nên dành các cái thời gian để hoạt động trong lúc nghỉ ngơi. Và như nói thực ra cá nhân tôi thì tôi có cái nghiên cứu về hoạt động thể lực, thì ngay từ đấy chúng tôi đã khuyến cáo và rất là mừng là với ADA 2020 cái ấy đã biến thành sự thực. Chúng tôi luôn khuyến cáo các bệnh nhân đái tháo đường, nếu muốn thay đổi trên profile của đường máu và muốn thay đổi trên profile của lipid máu thì phải hoạt động cường độ từ trung bình cho đến nặng, tức là tăng cường độ và tăng cái sự đối trọng như thầy Bảy có nói, tức là tăng cái body weight resistance, tức là kháng trọng của bản thân lên, thì lúc đấy mới giảm được đường máu và giảm được cái profile của lipid máu. Dạ vâng. Như vậy vấn đề hoạt động thể lực là một vấn đề rất quan trọng để chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân kiểm soát được tốt đường máu. Và một câu hỏi thứ hai mà người bệnh cũng rất hay hỏi bác sĩ, đấy chính là ở những người mà người ta có công việc rất là bận, và người ta hỏi rằng là thế thưa thầy, liệu một tuần em chỉ có thể tập thể dục được 2 ngày vào thứ Bảy chủ nhật, và mỗi ngày em sẽ tập khoảng 2-3 tiếng, thì như vậy có thay được cho tổng thời gian hoạt động của cả tuần là từ 150 phút cho đến 300 phút không ạ? Câu trả lời là không. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta đều biết là đối với các bệnh nhân đái tháo đường, không chỉ là kiểm soát về cái mức độ hoạt động thể lực mà kiểm soát cả đường huyết, huyết áp, đường lipid máu, người ta đòi hỏi một cái sự ổn định. Và đối riêng đối với hoạt động thể lực thì người ta thấy là những cái lợi ích có được do hoạt động thể lực sẽ hết trong vòng 48 tiếng. Hết trong vòng 48 tiếng nó hết. Và như vậy nếu chúng ta dồn vào 2 ngày cuối tuần thì có nghĩa là chúng ta chỉ đạt được cái lợi ích trong vòng khoảng 3 ngày, còn 4 ngày chúng ta không có được cái lợi ích. Thì bên cạnh cái việc là lợi ích tổng thể nó không có, thì chính cái việc mà tập thể dục nó không đều thế nó lại làm mất cái cân bằng đường huyết. Những cái ngày mà tập nhiều thì đường huyết bệnh nhân giảm xuống, những ngày không tập thì đường huyết của bệnh nhân lại tăng lên. Và cái chuyện dao động đường huyết chúng ta thấy đó là thực sự là một cái điều không tốt cho cả bệnh nhân và cả thầy thuốc, vì các cái biến chứng đặc biệt trong đó có biến chứng tim mạch nó sẽ tăng lên khi đường huyết bệnh nhân dao động nhiều. Vâng, như vậy thưa các bạn đồng nghiệp, người bệnh cần phải uống thuốc đều, cần phải hoạt động thể lực đều. Và trên lâm sàng của chúng ta thì chúng ta rất hay gặp một tình huống thứ hai, đấy là một bệnh nhân hơi cao tuổi một chút, bị tiểu đường khoảng từ 5 năm và bệnh nhân chưa có các biến cố về mạch máu lớn và mạch máu nhỏ, nhưng bệnh nhân lại có thêm các yếu tố nguy cơ tim mạch, ví dụ như là tăng huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, hoặc là bệnh nhân đang hút thuốc lá, hoặc là bệnh nhân thừa cân. Vậy thì đối với một trường hợp bệnh nhân rất hay gặp như thế này thì thưa cô Huyền, chúng ta sẽ có cái thái độ để chúng ta điều trị, quản lý bệnh nhân tiểu đường như thế nào? Vâng. Tức là bệnh cảnh muôn màu muôn vẻ và chúng ta gặp các cái bệnh nhân rất là khác biệt. Giống như bệnh nhân thứ nhất mà thầy Bảy có đưa ra, đúng không? Bệnh nhân gần như chưa có các biến chứng, yếu tố nguy cơ có tim mạch cũng không nhiều. Chúng ta sẽ đến với một bệnh cảnh bệnh nhân thứ hai chúng ta cũng gặp rất là nhiều, đái tháo đường khoảng 5 năm. 55 tuổi, đó là độ tuổi mà vẫn còn hoạt động rất là tốt. Thực ra thì cái khái niệm về người cao tuổi bây giờ với cả cái tuổi thọ nó cũng gia tăng. 55 tuổi vẫn là cái sức cống hiến nó rất là tốt, chưa có các biến chứng mạch máu nhỏ, chưa có biến chứng mạch máu lớn. Nhưng yếu tố nguy cơ ở đây là bệnh nhân có huyết áp, bệnh nhân có lipid máu, bệnh nhân có hút thuốc lá hoặc là bệnh nhân có thừa cân. Thì chúng ta sẽ nhìn nhận các vấn đề của việc điều trị đường máu cũng như nhìn nhận các yếu tố nguy cơ, và cũng như thầy Bảy nói, các biến cố tim mạch, các yếu tố ngoài đường máu thì chúng ta sẽ nhìn nhận trên bệnh nhân này như thế nào. Thì thực tế ở Việt Nam chúng ta có gặp các cái bệnh nhân như thế này hay không, hay chỉ là những cái bệnh nhân trên lý thuyết? Xin thưa rằng ở Việt Nam tỷ lệ tần suất các bệnh nhân đái tháo đường mắc các bệnh tim mạch cũng như các yếu tố nguy cơ tim mạch rất là nhiều. Bên cạnh đó, với vai trò quý đồng nghiệp nhìn thấy cái cột màu đỏ, đúng không? Chúng ta thấy cột màu đỏ là của đái tháo đường khởi phát trẻ.
Cột màu tím là những đái đường khởi phát muộn, và chúng ta thấy hai cột này là nghiêng ngửa với nhau đúng không ạ? 1-8, 1-10 không có cái gì thấp hơn. Chúng ta sẽ nhìn những trường hợp béo phì đúng không? Đái đường khởi phát sớm, trẻ ở Việt Nam, đặc biệt trên quần thể Việt Nam nói riêng cũng như trên quần thể châu Á nói chung, trong nghiên cứu của Jade Diamond, tức là cái chương trình quản lý của đái tháo đường châu Á Thái Bình Dương, và chúng tôi cũng rất là may, tức là Việt Nam đã có trên bản đồ của nghiên cứu này. Và cũng rất là mừng, trong tuần trước chúng tôi nhận được cái bài accept trên Lancet 7.5, và Việt Nam có tên trong các tác giả được đăng này. Và đái tháo đường khởi phát trẻ nó là một cái vấn đề. Tại sao vậy? Tức là thời gian người ta phải chung sống với bệnh nhiều hơn, chung sống với các biến cố nhiều hơn. Vậy chúng ta sẽ nhìn nhận các yếu tố nguy cơ, là chúng ta sẽ điều trị yếu tố nguy cơ ngay từ đầu hay nguy cơ chỉ là nguy cơ. Chúng ta nhìn các rối loạn lipid, các tăng huyết áp cũng như là các thừa cân béo phì rất là cao. Bên cạnh đó, cái tiểu albumin cũng như tiểu đạm đại thể, tức là tiền căn của các cái biến cố thận, chúng ta thấy từ bệnh nhân mà đái tháo đường, theo thời gian có thể có phát triển tiến triển thành các tổn thương thận của vi thể đến tổn thương thận của đại thể, tức thể hiện trên lâm sàng bằng tiểu vi thể đạm albumin và các cái tiểu đại thể. Và khi mà bệnh nhân có đạm đại thể thì chúng ta sẽ nhìn thấy tiến triển tiếp theo đó là chạy thận nhân tạo, là các cái bệnh thận của giai đoạn cuối. Và chúng ta nhìn thấy đây là những con số mà đã có cả Việt Nam ở trên bản đồ đúng không, sau chương trình JET là JET Diamond mà chúng tôi đã tham gia, thì tỷ lệ mắc yếu tố nguy cơ cũng rất là nhiều, các bệnh nhân khởi phát trẻ cũng rất là nhiều và đồng hành với các biến cố cũng như là yếu tố nguy cơ. Vậy chúng ta sẽ nhìn nhận bệnh nhân này như thế nào đúng không? Nếu như đái đường tiếp 2 kèm theo yếu tố nguy cơ tim mạch sẽ thuộc nhóm nguy cơ cao, ngọn trung bình, cao hay rất là cao. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng đợi bệnh nhân 5 năm có yếu tố nguy cơ tim mạch hoặc là có stent. Chúng ta phải nhìn nhận xem là bệnh nhân có các cái profile, có huyết áp hay không kèm theo, có rối loạn lipid hay không, tiền căn trong gia đình có những cái người mà có các cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa lipid, có đặt stent mạch vành, có bệnh mạch vành trẻ hay không, trong yếu tố gia đình, tức bố mẹ hoặc thế kệ cận kề anh chị em, hoặc bản thân người đấy có các cái biến cố, các cái nguy cơ của tim mạch trước hay không. Thì chúng ta thấy từ nguy cơ trung bình đó là trẻ dưới 50 tuổi, như là ca thứ nhất mà thầy bảy trình bày, thì tiến triển theo với độ tuổi đúng không, 5 năm tiếp theo đái tháo đường có thể trên 10 năm. Và trong quần thể đặc biệt như chúng tôi đã nghiên cứu các công bố của Viện Lão Khoa trong và ngoài nước, thì nghiên cứu đái tháo đường trên 10 năm bây giờ quần thể chúng tôi gặp rất là nhiều, và 2/3 trong quần thể quản lý bệnh nhân đái tháo đường ở Lão Khoa là đái tháo đường trên 10 năm đúng không, và không có các cái tổn thương cơ quan đích nhưng có các yếu tố nguy cơ. Thực ra nếu đến tổn thương cơ quan đích đúng không, đã nhìn thấy rõ các tổn thương, tôi e rằng lúc đấy đã quá muộn và có những biến cố không đảo ngược được đúng không. Ví dụ chẳng hạn nó gia tăng cái tỷ lệ tổn thương của mạch, ví dụ như võng mạc, và làm gia tăng tỷ lệ mù lòa hàng đầu của bệnh nhân đái tháo đường. Đôi khi có những cái biến cố nó không thể đảo ngược lại ngay cả khi chúng ta kiểm soát. Thế tại sao chúng ta không kiểm soát yếu tố nguy cơ từ trước, chúng ta không ngăn chặn các yếu tố nguy cơ, cũng giống như là cái slide trước mà thầy Bảy đã trình bày đúng không, bây giờ chứ không phải là sau đó. Tại sao chúng ta không bắt đầu ngay từ bây giờ để chúng ta quản lý các yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân? Và bên cạnh đó tôi cũng đưa ra một slide để chúng ta minh chứng rằng từ giai đoạn tiền đái tháo đường đến giai đoạn được chẩn đoán đái tháo đường, là chúng quý đồng nghiệp có thể nhìn thấy cái đường chấm không liền màu xanh ở giữa, thì bệnh nhân đã chuyển ra các cái giai đoạn với các nguy cơ tim mạch đúng không, có các cái biến chứng của đái tháo đường. Và các cái thông số chuyển hóa ở trên đúng không, chúng ta nhìn thấy các thông số chuyển hóa ở trên liên quan đến các vấn đề đường máu, như làm thế nào chúng ta kiểm soát được vấn đề của đường máu, làm thế nào để chúng ta kiểm soát được các vấn đề của hạ đường máu, chúng ta sẽ tương tác với các cơ chế khác nhau để chúng ta quản lý đái đường. Nhưng các yếu tố nguy cơ cụ thể ở đây nguy cơ tim mạch, quản lý cân nặng là làm sao, các quản lý biến chứng của đái tháo đường cụ thể như các biến chứng tim mạch, các biến chứng trên thận đúng không, các cái tổn thương đi kèm, thì chúng ta sẽ quản lý như thế nào. Với một điều trị lý tưởng là chúng ta sẽ kiểm soát được đường máu đúng không? Cái thập niên trước, những năm trước chúng ta chỉ quan tâm đến các vấn đề của đường máu mà thôi, chứ chúng ta chưa quan tâm nhiều hoặc chưa được đặt đúng các vị trí của các yếu tố nguy cơ cũng như là các biến cố. Thì một cái thuốc điều trị lý tưởng là chúng ta sẽ kiểm soát được đường máu về đích nhưng không làm hạ đường huyết, không làm gia tăng hạ đường huyết, vì hạ đường huyết cũng làm gia tăng cái nguy cơ bỏ trị. Chúng ta sẽ làm sao, cũng như là thể bệnh nào, chúng ta sẽ là tương tác các cơ chế đúng không? Vì đái tháo đường là đa cơ chế,
các bệnh nhân thường không chỉ bị chịu ảnh hưởng của một rối loạn, không chỉ là giảm tiết insulin, không chỉ là kháng insulin, mà đôi khi nó làm tăng tái hấp thu đường từ thận, đúng không? Các hội chứng của giảm hiệu ứng incretin, vân vân. Bên cạnh đó thì chúng ta phải quản lý các yếu tố ngoài đường máu. Các yếu tố ngoài đường máu như là chúng ta phải giảm các cái nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân, giảm các cái tỷ lệ nhập viện do suy tim, giảm các cái tổn thương của thận, bệnh thận đái tháo đường, giảm các cái biến chứng chung cuộc để làm gia tăng chất lượng cuộc sống. Vậy bên cạnh đó, những cái thuốc nếu như trung tính hoặc giảm tiết cân nặng, thì chúng ta đã biết nếu giảm 5% cân nặng, đúng không? Tập thể dục, chế độ ăn, duy trì chế độ tập thể dục đều đặn, giảm các cái cân, mà nếu giảm được trên 5% cân nặng thì có ảnh hưởng đến chuyển hóa và làm giảm các cái biến cố tim mạch cũng như kiểm soát được vấn đề đường máu được tốt hơn. Và chính vì vậy, chúng ta không dừng ở mục đích chỉ kiểm soát đường máu, mà chúng ta phải giảm các biến cố hạ đường máu, kiểm soát thêm các cái bệnh mắc kèm, bệnh đồng mắc hoặc có thể là các biến chứng giống như kiểm soát huyết áp, kiểm soát yếu tố lipid máu, duy trì được cân nặng ổn định, hoặc nếu như giảm cân và có tác động trên chuyển hóa thì còn tốt hơn nữa. Và lợi ích thứ ba, ta lợi ích cộng dồn, và chúng ta sẽ đạt được cái đỉnh là giảm các cái kết cục trên tim mạch, giảm các tiến triển thận, bệnh thận đái tháo đường. Và liệu trên thực hành lâm sàng chúng ta có thuốc nào như thế hay không? Chúng ta đã nghe các cái slide đầu tiên về thuốc ức chế thụ thể SLT2, đúng không? Thì trong slide này, với các cái nghiên cứu đã được công bố, đúng không? Thì chúng ta đã nhìn thấy các nghiên cứu công bố thì các cái tiêu chí nhập viện, giảm tỷ lệ nhập viện do suy tim, giảm tỷ lệ tử vong tim mạch, các biến cố chung cuộc và các tiêu chí trên biến cố thận, thì chúng ta thấy ở bên trái, đúng không, là các cái biến cố mà được giảm do bệnh nhân được sử dụng thuốc ức chế thụ thể SLT2. Chúng ta nhìn thấy, đúng không, từ dòng thứ hai trở đi trong nghiên cứu Empiric Outcome, trong Canvas cũng như là trong Declare, những cái phân tử đã có ở cả trên thị trường Việt Nam, thì chúng ta thấy đều làm giảm các tỷ lệ nhập viện do suy tim, ta đường nó chuyển sang bên trái, cũng như là giảm các yếu tố nguy cơ, giảm các yếu tố nguy cơ đã được chỉ rõ. Và trên các cái biến cố thận, chúng ta thấy cũng giảm các cái biến cố từ ngăn ngừa tiến triển thành đạm niệu vi thể, ngăn ngừa tiến triển từ đạm niệu vi thể đến đạm niệu đại thể, và ngăn ngừa các tiến triển của bệnh thận dạng cuối đều hậu thuẫn chuyển trục ở bên trái, ủng hộ cho các nhóm bệnh nhân được sử dụng ức chế thụ thể SLT2. Và bên cạnh đó thì trong nghiên cứu về các cái biến cố trên các cái nguy cơ có liệu có ảnh hưởng đến biến cố tim mạch hay không, thì chúng ta thấy trong nghiên cứu Declare thì 60% bệnh nhân trong Declare là có nguy cơ tim mạch sớm, giống như là cái ca thứ hai mà chúng ta vừa chia sẻ. Và Việt Nam mình chúng ta cũng không ngoại lệ, chúng ta vẫn nằm trong quần thể chung đó. Và quần thể nghiên cứu Declare đại diện cho 40% bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 trên thực tế, tức là một nghiên cứu đi ra được đời thực, nó có chỉ số mà chúng ta có thể áp dụng được trong đời thực. Thì chúng ta nhìn thấy rõ, đúng không, trong quần tiến triển thì trong Declare TIMI thì giảm các cái biến cố tỷ lệ nhập viện do suy tim, đúng không, giảm các cái kết cục trên bệnh nhân tim mạch. Và cũng tương tự chúng ta cũng có thể nhìn thấy trong Canvas và Empiric Outcome với các cái bệnh nhân có đái tháo đường, mà cụ thể ở đây là đái tháo đường có các bệnh lý tim mạch, có gia tăng yếu tố nguy cơ tim mạch, giống như trong bệnh nhân của chúng ta có rối loạn chuyển hóa lipid, có tăng huyết áp và có cả các bệnh lý tim mạch sơ vữa, cũng được chỉ thấy trong nghiên cứu làm giảm các cái yếu tố nguy cơ cũng như cái đầu ra có lợi tốt hơn cho bệnh nhân. Và quay lại, đúng không, đồng thuận của Hội Tim mạch Châu Âu và Hội Đái tháo đường Châu Âu đưa tầm quan trọng nếu như ở hướng dẫn đầu trong ADA 2020 hoặc ADA 2019 như thầy Bảy đã nói, nếu như không có yếu tố nguy cơ, chúng ta phải đặt lên bàn cân trên tất cả chúng ta là metformin. Và đôi khi nếu như tại yếu tố nguy cơ, đôi khi có thể cân nhắc, đúng không, tí nữa thầy Hạnh sẽ trao tham luận, thì có thể chúng ta sẽ cân nhắc ban đầu nếu như phù hợp với HbA1c không quá cao, đôi khi chúng ta có thể cân nhắc khởi trị bằng các thuốc ức chế SGLT2 theo các quan điểm của các chuyên gia. Nhưng tuy nhiên tất cả các guideline hướng dẫn điều trị là metformin, củng cố chế độ ăn và tập luyện. Khi thất bại với metformin, đúng không, thì hoặc không dùng nào với metformin, thì các thuốc lựa chọn hàng hai là gì? Với bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch, đúng không, đặc biệt là các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch cao, thì chúng ta nhìn thấy trục bên trái của màn hình, thì chúng ta có thể kết hợp với ức chế thụ thể SLT2, đúng không, hoặc đồng vận GLP-1 khi bệnh nhân đã sử dụng metformin ở trên trục phải, và những cái bệnh nhân mà chưa được sử dụng metformin là ở trên trục trái. Thì cái thuốc mà được giới thiệu
được đề cập đặc biệt cho những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch, thì ở đây được lựa chọn là tụ thể ức chế tụ thể SGLT2 hoặc đồng vận tụ thể GLP1, bởi các minh chứng đã chỉ ra được giảm các biến cố tim mạch. Tức là cho đến giờ trước khi nhóm SGLT2 thì các thuốc mới chỉ chứng minh là không nguy cơ, tức là không làm gia tăng nguy cơ tim mạch, nhưng với ra đời của SGLT2 thì người ta thấy rằng là có thể là có giá trị lợi hơn, tức là giảm các cái biến cố tim mạch. Còn tuy nhiên với những bệnh nhân mà không có các yếu tố nguy cơ, cụ thể yếu tố nguy cơ tim mạch giống như ca thứ nhất của thứ bảy, thì lựa chọn chúng ta còn có các thuốc hàng hai giống như là sulfonylurea, ức chế DPP4, đúng không, vân vân, thì chúng ta phải cá thể hóa và lựa chọn vào kiểu hình. Và chính vì vậy các cái hướng dẫn này lại đây 2017, 2018, 2019, 2020, đặc biệt 2019 và 2020 thì lấy bệnh nhân làm trung tâm và cá thể hóa, đặc biệt xem xét đến không chỉ là đường máu mà các yếu tố nguy cơ, yếu tắc yếu cơ cũng như ở trên bệnh nhân cụ thể nguy cơ tim mạch là gì, có gia tăng các cái tỷ lệ tổn thương tim mạch, gia tăng các cái biến cố thận trên bệnh nhân hay không. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ có các cái phần tham luận về bệnh nhân đang được điều trị. Thì không biết là thầy Hạnh có muốn ý kiến gì về bệnh nhân hay không? Vâng, các bạn đồng nghiệp thân mến, Galileo còn nói rằng là hãy cho tôi một điểm tựa thì tôi có thể nâng được cả trái đất lên. Thế còn bây giờ thì đối với điều trị bệnh nhân tiểu đường type 2 thì các bác sĩ chúng ta sẽ như thế nào? Đấy chính là hãy cho tôi biết yếu tố nguy cơ của người bệnh thì tôi sẽ điều trị được bệnh nhân được tốt hơn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng là có những bệnh nhân bị tiểu đường bị tăng huyết áp, có những bệnh nhân bị tiểu đường bị béo phì, có những bệnh nhân bị tiểu đường hút thuốc lá, có những bệnh nhân tiểu đường bị béo bụng. Tuy nhiên có những bệnh nhân chỉ có một trong những yếu tố nguy cơ đó, có những bệnh nhân lại có hai yếu tố nguy cơ, có những bệnh nhân bị ba yếu tố nguy cơ. Mà chúng ta đều đã biết rằng tăng huyết áp sẽ làm tăng nguy cơ tử vong của bệnh nhân tiểu đường khoảng từ 2 đến 4 lần. Rồi là hút thuốc lá cũng vậy. Thế thì làm sao để chúng ta có thể đánh giá được, tổng hòa được một bệnh nhân mà có một yếu tố nguy cơ, hoặc hai yếu tố nguy cơ, hoặc là ba yếu tố nguy cơ? Chúng ta hiện tại chúng ta chưa có bất kỳ một cái nghiên cứu nào để chúng ta trả lời được câu hỏi đó, và chỉ có thể đưa được tổng hòa tất cả yếu tố nguy cơ đó vào trong một cái mô hình. Và để trả lời được câu hỏi đó thì những cái thuần tập nghiên cứu kéo dài ban đầu chính là thuần tập Framingham. Và khi mà người ta tiến hành nghiên cứu Framingham thì người ta sẽ trả lời được là thế theo diễn tiến tự nhiên như vậy thì những bệnh nhân như vậy thì sẽ có bao nhiêu phần trăm nguy cơ sẽ diễn tiến thành bệnh sơ vữa động mạch, bao nhiêu phần trăm diễn tiến thành suy tim, bao nhiêu phần trăm diễn biến thành bệnh động mạch ngoại vi, bao nhiêu phần trăm sẽ diễn tiến thành tử vong, nguy cơ như thế nào. Người Mỹ sau thang điểm Framingham thì người ta phát triển thành thang điểm ASCVD. Ở châu Âu thì người ta làm thuần tập và người ta phát triển ra thang điểm SCORE. Đối với người Nhật thì người ta sau khi nghiên cứu thì người ta đã phát triển ra thang điểm Nippon. Và như vậy chúng ta thấy rằng là đánh giá người bệnh, đánh giá yếu tố nguy cơ của người bệnh, chúng ta cần phải đánh giá toàn bộ các yếu tố nguy cơ, chúng ta cần phải điều trị toàn bộ các yếu tố nguy cơ. Và các bạn đồng nghiệp, chúng ta nên đánh giá thang điểm nếu như mà những cái phân loại, ví dụ phân loại nguy cơ vừa, nguy cơ cao và nguy cơ rất cao đối với người bệnh nó không phù hợp nằm trong cái ô đó. Hội tim mạch Việt Nam khuyến cáo các bạn đồng nghiệp có thể sử dụng thang điểm ASCVD của Mỹ hoặc thang điểm SCORE áp dụng đối với những nước mà có phân tầng nguy cơ tim mạch cao để chúng ta tính thang điểm cho người bệnh, và từ đó chúng ta sẽ có thể có những biện pháp điều trị tốt hơn. Bởi vì sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp, sử dụng statin, các ngưỡng và các đích đối với huyết áp cũng như là các ngưỡng và các đích đối với statin đều liên quan đến nguy cơ tim mạch là cao, là rất cao hoặc là trung bình. Vậy thì chúng ta không biết là thầy Bảy có tham luận thêm gì về cái ca lâm sàng đấy không, bởi vì câu hỏi đặt ra cũng như trong quý đồng nghiệp có thể nhìn thấy đúng không, với câu hỏi đây là liệu chúng ta với một bệnh nhân đã là HB1C giai đoạn ổn định, mức lọc cầu thận ổn định, và cái yếu tố nguy cơ của bệnh nhân ở đây là có tăng huyết áp và có rối loạn lipid máu, thì cái thuốc ở đây, một câu hỏi rất rõ ở trên màn hình các quý đồng nghiệp có thể nhìn thấy, chúng ta có chọn hay không, thầy có đợi hay không, hay là thầy làm gì? Đối với tôi thì với ca này tôi sẽ cân nhắc hai vấn đề. Một là chúng ta thay đổi cái điều trị để giúp cho kiểm soát đường huyết tốt hơn, có khả năng giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn hay không, và cái thứ hai là thay đổi điều trị nó có mang lại thêm những lợi ích gì khác nữa không.
Với ý đầu tiên là giúp cho kiểm soát đường huyết tốt hơn thì các bạn lưu ý là HbA1c chỉ là một con số và nó nói đánh lừa chúng ta rất là nhiều. Người ta nói HbA1c không nói lên sự thật, bởi vì HbA1c có thể là đạt mục tiêu nhưng mà bệnh nhân có những cái yếu tố khác nói rằng là bệnh nhân kiểm soát đường huyết chưa tốt, ví dụ như là tăng đường huyết sau ăn, ví dụ như là bệnh nhân giao động đường huyết quá là nhiều. Và gần đây một cái thông số nữa nhấn mạnh gọi là bao nhiêu phần trăm cái thông số đường huyết của chúng ta, cái kết quả đường huyết của chúng ta nằm trong cái khoảng cho phép mà người ta đang yêu cầu, là theo các khuyến cáo là phải ít nhất là phải 60% phải nằm trong khoảng cho phép. Vậy thì nếu như bệnh nhân này mà đang dùng SU hoặc đang dùng insulin mặc dù đường huyết ổn thì tôi sẽ phải cân nhắc xem bệnh nhân có hạ đường huyết hay không, kiểm soát đường huyết sau ăn tốt hay chưa, giao động đường huyết như thế nào. Và nếu nó có các vấn đề đó, tôi sẵn sàng tôi sẽ thay đổi bớt hoặc là ngừng hẳn SU hoặc là insulin để tôi thêm những cái thuốc đáy đường mới, ví dụ ức chế D4 hoặc ức chế SGLT2 để giúp cho cái kiểm soát đường huyết của bệnh nhân không chỉ là cả trước ăn mà cả sau ăn và nguy cơ hạ đường huyết của bệnh nhân thấp hơn. Cái thứ hai nữa là nhìn rộng ra là bệnh nhân này có tăng huyết áp và có rối loạn mỡ máu, vậy thì yếu tố nguy cơ tim mạch của bệnh nhân có rồi. Thì nếu như bệnh nhân, tôi nhấn mạnh là nếu như bệnh nhân có điều kiện, có yếu tố tài chính như cái câu chuyện hôm nay tôi bàn luận như tranh luận ở ADA, thì chúng ta cũng cân nhắc sử dụng những cái thuốc mà có cái chứng minh rằng là nó có tác dụng, nó bảo vệ tim mạch. Bởi vì một trong cái rất là đáng ngại ở các bệnh nhân đái đường mà hay bị bỏ sót chính là cái chuyện là suy tim. Và các bạn đều biết thì đối với nhóm thuốc ức chế SGLT2 thì cái việc mà bảo vệ, phòng ngừa và điều trị cái tác dụng trên cái suy tim lại là một trong cái ưu điểm rất là lớn của cái nhóm thuốc này. Vâng, đúng rồi, hoàn toàn nhất trí với ý kiến của thầy Bảy, vì chúng ta đôi khi các yếu tố nó rất là thầm lặng. Và đặc biệt cái này tôi nghĩ nó cũng hữu ích không chỉ có chúng tôi mà đặc các quý đồng nghiệp ở tuyến dưới. Đôi khi chúng ta rất là khó để chúng ta đánh giá được các cái thông số. Và đôi khi tôi biết ở những cái vùng dưới nữa, đôi khi chúng ta cũng không có HbA1c, nhưng cái kiểu hình, các profile, các cái biến chứng của bệnh nhân như mà chúng ta trong cái chúng ta đã tham luận, đúng không? Tức là xem yếu tố nguy cơ bệnh nhân là gì. HbA1c tôi hoàn toàn nhất trí với cái nó chỉ của thầy Bảy chỉ là một thông số. Ta phải xem các cái biến thiên đường máu của bệnh nhân như thế nào, các kiểu hình của đường máu đói, đường máu sau ăn và đặc biệt các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân là gì để chúng ta có các cái bước đi tiếp theo. Vâng. Như vậy chúng ta cần phải đánh giá đầy đủ các yếu tố nguy cơ của người bệnh và từ đó chúng ta có thể cân nhắc sử dụng những loại thuốc phù hợp. Và một câu hỏi rất hay gặp đấy chính là vai trò của statin như thế nào đối với người bệnh tiểu đường type 2 và kinh nghiệm sử dụng trên đối tượng này. Thì chúng ta thấy rằng là statin là một thuốc đóng vai trò vô cùng quan trọng trong điều trị và dự phòng những biến cố ở bệnh nhân tiểu đường type 2. Chúng ta đều đã thấy rằng là tiểu đường sẽ tác động vào tim, tác động vào mạch máu và tác động vào thận. Thế thì statin ngoài cái mục đích mà chúng ta nhìn thấy được đấy chính là giảm chỉ số LDL, thì nếu mà khi mà chúng ta sử dụng statin kéo dài, chúng ta sẽ giảm được bề dày của mạng xơ vữa, thậm chí chúng ta có thể làm thoái triển mạng xơ vữa. Chính vì vậy mà statin được là chỉ định 1A để điều trị làm giảm LDL ở những bệnh nhân mà tiểu đường. Và nếu như mà không đạt được LDL mục tiêu, người bệnh cần phải kết hợp với ezetimibe, và nếu mà vẫn không đạt được nữa thì chúng ta sẽ phải kết hợp với thuốc ức chế PCSK9. Và chúng ta thấy rằng là theo phân tầng nguy cơ của người bệnh thì nếu như người bệnh ở phân tầng nguy cơ trung bình, giống như là trường hợp của người bệnh đầu tiên, thì mức LDL mục tiêu là 2,6 mmol trên lít. Đối với người bệnh mà có phân tầng nguy cơ cao thì chúng ta cần phải giảm ít nhất là 50% LDL ban đầu, và cái ngưỡng mà chúng ta cần phải đạt được đấy chính là 1,8 mmol trên lít. Thế còn đối với những bệnh nhân mà có phân tầng nguy cơ tim mạch rất là cao thì ngoài giảm được 50% LDL ban đầu, chúng ta cần phải đạt được đích là 1,4 mmol trên lít. Và chúng ta thấy rằng là ở những bệnh nhân mà có hai biến cố tim mạch liên tiếp trong vòng 2 năm thì thậm chí những cái nghiên cứu gần đây người ta chứng minh được rằng là chúng ta cần phải đạt được cái mức LDL mục tiêu là dưới 1,0 mmol trên lít. Và hiện tại thì người ta vẫn chưa có một cái ngưỡng nào là LDL tốt nhất đối với con người, và người ta thấy rằng là LDL càng giảm thì những cái biến cố tim mạch càng giảm. Và trên này thì chúng ta đều đã thấy rằng là chúng ta cần phải đánh giá yếu tố nguy cơ của người bệnh. Cụ thể theo khuyến cáo của Hội Tim mạch Châu Âu thì người ta sử dụng thang điểm score. Ví dụ như là đối với bệnh nhân phân tầng nguy cơ tim mạch trung bình là thang điểm score từ 1 đến 5%, đối với thang điểm cao là score từ 5 đến 10%, và nguy cơ tim mạch rất cao đấy là thang điểm score lớn hơn.
10%. Và trên lâm sàng thì chúng ta cũng rất hay gặp một trường hợp bệnh nhân thứ ba, đấy là một trường hợp bệnh nhân bắt đầu bước vào ngưỡng cao tuổi, bệnh nhân bị tiểu đường lâu năm là 10 năm và bệnh nhân đã có biến cố về đạm niệu. Vậy thì thưa thầy Bảy, với trường hợp một bệnh nhân như thế này thì chúng ta sẽ có thái độ điều trị, quản lý người bệnh như thế nào ạ? Vâng, đây là cái trường hợp mà nếu những ai mà làm mà điều trị trực tiếp, ví dụ như chỗ chúng tôi thì bây giờ bệnh nhân đến với chỗ chúng ta, đặc biệt là các bệnh nhân mà nội trú thì đều là những bệnh nhân như thế này. Không bao giờ chúng tôi, ngày hôm qua chúng tôi vào viện 11 bệnh nhân, không có bệnh nhân nào chỉ có đái tháo đường đơn thuần cả. Thế đối với bệnh nhân này thì có một cái thông tin đó là đạm niệu. Vậy thì cái đạm niệu thì nó có ý nghĩa gì? Ngoài cái chuyện là đây chúng ta thấy là theo phân tầng nguy cơ thì nó thuộc nguy cơ rất cao. Nhưng mà cái đạm niệu đó là một chỉ dấu mà báo hiệu rằng là bệnh nhân rất là xấu. Tôi lấy ví dụ các bạn, bây giờ trời đang nắng chang chang của một tuần như thế này, bây giờ mây đen kéo đến ầm ầm, các bạn có đi ra ngoài không ạ? Chắc chắn là không. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái mây đen này nó báo hiệu chúng ta là cái gì? Nếu chúng ta tiếp tục đi ra ngoài thì ít nhất là chúng ta bị mưa ướt hết, còn nếu không nữa, thậm chí nặng hơn, chúng ta có thể bị sét đánh chết. Và cái đạm niệu đó chính là một cái chỉ dấu rằng là bệnh nhân này đang tiên lượng rất là xấu. Và đây là một cái nghiên cứu mà các bạn sẽ thấy, nó thông số cho thấy là những cái trường hợp mà các bệnh nhân đái tháo đường type 2 mà có đạm niệu thì thường kèm theo là cái mức nọc cầu thận của bệnh nhân sẽ suy giảm. Thì đối với cái sơ đồ ở bên tay phải, các bạn thấy nếu như amylase niệu của bệnh nhân càng tăng thì cái tỷ lệ tử vong tim mạch của bệnh nhân sẽ càng tăng. Và còn đối với slide bên trái, cái hình ảnh bên trái, các bạn thấy là khi mức nọc cầu thận của bệnh nhân càng giảm xuống thì cái tỷ lệ tử vong tim mạch của bệnh nhân cũng càng tăng lên. Và các bạn lưu ý một chút là nó giống hơi hình chữ U một chút, tức là ở cái giai đoạn đầu khi mà mức lọc cầu thận của bệnh nhân đang tăng lên, ở cái giai đoạn đầu mới phát hiện thì cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân cũng tăng lên. Và nhìn chung ở đây các bạn sẽ thấy đạm niệu chứng tỏ là bệnh nhân sẽ có nguy cơ báo hiệu không chỉ là bệnh nhân sẽ có bệnh thận mạng, mà cái quan trọng hơn là bệnh nhân sẽ có bệnh tim mạch, và quan trọng hơn nữa là bệnh nhân có nguy cơ rất là cao sẽ bị bệnh hoặc là bị tử vong cho tim mạch. Bên cạnh là cái mối liên quan giữa đạm niệu, bệnh thận với các bệnh lý tim mạch nói chung, thì chúng ta thấy có một mối liên quan rất là chặt chẽ giữa suy tim và bệnh thận mạng. Vì các bạn đều biết là các bệnh nhân mà có bệnh thận mạng thì thường là kèm theo có thừa dịch, kèm theo có rối loạn điện giải, có tăng canxi máu, rồi thì có thiếu máu nữa. Và tất cả những cái đó chính là những cái yếu tố nguy cơ làm tăng suy tim, do nó bị giữ nước, rồi thì làm rối loạn cái điện giải. Và đây chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà có bệnh thận mạng, các bệnh nhân mà có suy tim hoặc không suy tim thì chắc chắn là sẽ tăng lên. Và bên phải chúng ta thấy là nếu ăn nguyên liệu cũng càng tăng thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị suy tim, cả suy tim và phân suất tống máu bảo tồn cũng như là phân suất mà tống máu giảm thì đều tăng lên rất là rõ rệt và rất là có ý nghĩa. Vậy thì cái câu hỏi vẫn quay trở lại cái câu chuyện mà cả tôi và cô Huyền vẫn bàn luận, là chúng ta nhìn nhận một bệnh nhân đái đường đến với chỗ chúng ta là một cái tổng thể, người ta thấy cái phần nổi mà chúng ta nhìn thấy là đường huyết, và quan trọng hơn phần ở dưới chính là lại là cái phần mà bây giờ chúng ta thấy có quá nhiều bằng chứng để yêu cầu chúng ta là phải nhìn kỹ, đánh giá kỹ cái phần đang ẩn lấp ở bệnh nhân, đó là các yếu tố nguy cơ về tim mạch, về thận và một loạt tất cả các biến chứng khác. Và vì vậy bên cạnh cái việc là kiểm soát đường huyết, kiểm soát HbA1c, chúng ta phải chú trọng, và tôi vẫn nhấn mạnh lại cái yêu cầu mà của ADA năm 2015 người ta nhấn mạnh là bên cạnh việc kiểm soát đường huyết thì làm giảm cái nguy cơ tim mạch và giảm cái tử vong tim mạch phải được coi là một mục tiêu chính của điều trị. Và vì vậy chúng ta sẽ, trong quá trình lựa chọn, chúng ta sẽ phải chọn thuốc gì mà làm giảm được đường huyết nhưng mà lại làm giảm được cả các cái biến chứng tim mạch. Thế và muốn làm giảm được biến chứng tim mạch thì cái một điều quan trọng là chúng ta bên cạnh việc kiểm soát yếu tố nguy cơ tim mạch, chúng ta chọn những cái thuốc mà nó làm giảm được cái diễn tiến hoặc tiến triển của bệnh lý thận, mà cụ thể đây là những cái thuốc làm giảm được cái amylin niệu. Thì chúng ta thấy trong nghiên cứu DECLARE thì dapagliflozin trên một số lượng bệnh nhân khá là lớn thì đã thấy, chúng ta thấy cái gì? Làm thoái triển được cái amylin niệu, cụ thể là có thể làm từ amylin niệu đại thể chuyển thành amylin niệu vi thể, hoặc là từ amylin niệu đại thể thậm chí là có thể về amylin niệu âm tính, và từ amylin niệu vi thể cũng có thể làm giảm được chuyển thành amylin niệu mà âm tính, và tất cả đều có ý nghĩa thống kê rất là rõ rệt và đạt được cái hiệu quả làm tăng cái khả năng này trên 50% các cái bệnh nhân mà đã có amylin niệu, đã có biến cố thiệu rồi niệu rồi. Và nếu chúng ta thấy những bệnh nhân đến với chúng ta ở giai đoạn muộn hơn mà người ta đã có thể thậm chí là đã có suy thận rồi thì chúng ta sẽ thấy là cái hiệu quả bảo vệ của nó vẫn còn, nhưng mà nó sẽ ít hơn, thấp hơn
so với những bệnh nhân mà được bảo vệ thận, được dùng cái thuốc này ở giai đoạn rất là sớm. Vì chúng ta đều biết, ngày nay chúng ta đều biết một trong cái cơ chế rất là quan trọng mà nó bảo vệ thận, đấy chính là cái việc mà nó làm giảm cái áp lực lọc ở trong cầu thận. Vì vậy nếu chúng ta bảo vệ thận ở giai đoạn sớm, khi chưa có sơ hóa cầu thận, khi chưa có tăng sinh tổ chức gian mạch, khi chưa mất tế bào podocyt có chân, thì cái hiệu quả sẽ mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn với những so với những bệnh nhân mà đã đến ở cái giai đoạn muộn. Tuy nhiên chúng ta thấy là trong nghiên cứu DECLARE này, chúng ta sẽ thấy là ở những cái bệnh nhân mà mức lọc cầu thận dưới 60 ml một phút thì cái hiệu quả của nó là giảm đi, nhưng mà nó vẫn có hiệu quả. Và đó là một cái cơ sở mà ngày nay kết hợp với lại cái nghiên cứu mà trên các bệnh nhân mà đã có biến cố thận nhiều hơn, là nghiên cứu CREDON, thì nó chứng minh rằng là các thuốc chế GT2 vẫn có cái vai trò bảo vệ thận ngay cả khi mức lọc cầu thận có thể giảm hơn nữa. Vì các bạn đều biết là trong CREDON là các bệnh nhân được chọn vào có mức lọc cầu thận giảm, và trong quá trình điều trị nếu bệnh nhân cái mức lọc cầu thận nó tiếp tục nó sẽ giảm đi thì các bệnh nhân vẫn được dùng và thấy nó vẫn có cái hiệu quả. Nhân tiện đây tôi chia sẻ với các bạn một cái thông tin mà tại ADA vừa rồi người ta có trình bày một cái nghiên cứu, bởi vì tôi thấy rất là nhiều các bạn quan tâm. Đó là cái câu hỏi đặt ra là những bệnh nhân dùng các thuốc ức chế GT2 trong những tuần đầu tiên thì chúng ta thấy hầu hết tất cả các bệnh nhân đều có giảm mức lọc cầu thận. Vậy cái mức giảm cầu thận, mức lọc cầu thận đó nó có đáng ngại hay không? Thì trong cái nghiên cứu mà chưa ở các bệnh nhân mà sử dụng dapagliflozin, người ta làm cái xét nghiệm và đo đánh giá ước tính cái mức lọc cầu thận ở tuần thứ 3, người ta chia ra làm 3 nhóm. Là mức lọc cầu thận ở cái tuần thứ 3 là giảm trên 10%. Một nhóm thứ hai là mức lọc cầu thận giảm từ 0-10%, và nhóm thứ ba là giảm mức lọc cầu thận không có, hoặc là mức lọc cầu thận của bệnh nhân vẫn có thể bình thường. Thì người ta thấy là dù giảm mức lọc cầu thận là trên 10 hay là dưới 10 hay là mức lọc cầu thận không giảm tuần thứ ba, thì lúc kết thúc nghiên cứu các bệnh nhân dùng dapagliflozin vẫn đạt được cái hiệu quả bảo vệ thận như mong muốn. Và dựa trên kết quả nghiên cứu này, người ta đưa ra cái kết luận rất là quan trọng là những bệnh nhân mà dùng ức chế GT2, mà cụ thể trong nghiên cứu này là dapagliflozin, nếu mức lọc cầu thận ở cái khoảng độ tuần thứ 3, tuần thứ 4 nó có giảm nhưng không quá 30% thì chúng ta an tâm, chúng ta vẫn có thể theo dõi. Tất nhiên là đối với bệnh nhân của chúng ta thì chúng ta vẫn cứ phải thận trọng và vẫn phải theo dõi. Nhưng mà nhìn chung tất cả các khuyến cáo đưa ra là nếu giảm dưới 20% thì chúng ta có thể vẫn tiếp tục an tâm sử dụng các thuốc ức chế GT2. Thế nhìn vào đây chúng ta mới thấy là những cái điều mà như tôi nói là chúng ta cân nhắc một cái thuốc đáy đường xem là ngoài tác dụng giảm đường huyết, ví dụ như đây thuốc GT2 giảm đường huyết, tôi vẫn nói từ đầu là giảm vừa phải thôi, thì chúng ta cân nhắc các yếu tố khác. Bởi vì bệnh nhân ví dụ như là cái nguy cơ hạ đường huyết, bởi vì bệnh nhân đã có biến chứng thận rồi, có giảm mức lọc cầu thận rồi thì cái nguy cơ hạ đường huyết sẽ cao hơn. Thì chúng ta thấy đây là một nhóm thuốc mà nguy cơ hạ đường huyết thấp, nó có thể làm giảm được cân, nó có thể giúp làm giảm được cái kiểm soát đường huyết sau ăn, như tôi nói là có thể làm giảm được 30 mol trên lít, làm tăng cái tình trạng làm tăng được cái nhạy cảm insulin và làm giảm đề kháng insulin. Vì các nghiên cứu cho thấy dùng ức chế GT2 sau một thời gian thì cái liều insulin của bệnh nhân có thể giảm xuống. Vì với cái bệnh nhân của tôi ở trong trường này là bị đái đường trên 10 năm rồi, thì tôi nghĩ là rất rất nhiều khả năng là trên 80% các bạn đều đồng ý các bệnh nhân trên 10 năm đến chúng ta thì 80-90% các bệnh nhân phải dùng insulin rồi. Và nếu chúng ta thêm thuốc ức chế GT2 này vào bên cạnh cái việc làm giảm đường huyết, chúng ta còn thấy nó làm giảm được cái liều insulin cũng như là cái bảo vệ thận. Ngoài ra thì những cái bằng chứng ta không thể chối cãi đấy là nó có tác dụng làm giảm biến chứng vi mạch, mà cụ thể là biến chứng thận, làm giảm được các biến chứng mạch máu lớn, đặc biệt là cái tử vong tim mạch, và cái an toàn lâu dài thì cho đến nay vẫn là một cái thuốc mà chúng ta có thể an tâm. Chỉ có một cái điều tôi vẫn nhấn mạnh là chúng ta sẽ phải lưu ý, đó là cái chi phí phải bỏ ra cho bệnh nhân này. Và nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là đến bây giờ thì chúng ta sẽ thấy có bốn cái nhóm bệnh nhân đến với chúng ta và có thể dùng thuốc ức chế GT2. Cái nhóm đầu tiên ở trên cùng đó, màu hồng đấy, đấy là các bệnh nhân mà thuốc đái tháo đường và có bệnh lý tim mạch, thì cái việc dùng chúng ta thấy là đương nhiên rồi, vì nó tác dụng bảo vệ cả thận, làm giảm suy tim và làm giảm được các cái biến cố tim mạch của các bệnh nhân này. Ở nhóm thứ hai là nhóm bệnh nhân mà đái tháo đường mà có đa yếu tố nguy cơ tim mạch, thì các nghiên cứu cũng cho thấy là nó có tác dụng là bảo vệ thận và làm giảm được cái suy tim. Còn vấn đề bảo vệ giảm biến cố tim mạch hay không thì chúng ta đang chờ thêm. Và nó bắt đầu mở rộng ra là đối với những các bệnh nhân đái tháo đường hoặc là không phải đái tháo đường nhưng mà có suy tim hoặc là có suy thận thì chúng ta cũng có thể cân nhắc sử dụng. Và đây là một cái phương án điều trị tương đối là hiệu quả và hứa hẹn là có hiệu quả, và chúng ta đang chờ thêm các nghiên cứu ngoài, ví dụ như trên suy tim chẳng hạn, thì ngoài DAPA-HF chúng ta đang chờ thêm cái EMPERO để xem trong vòng 1-2 tháng nữa để chúng ta
đánh giá. Khi mà điều trị cho các bệnh nhân này, vì bệnh nhân này là bị đái đường lâu và có đạm liệu rồi, thì một số bạn sẽ quan tâm đến các cái an toàn của các bệnh nhân, và đặc biệt là vấn đề là nếu như bệnh nhân này mà đang dùng lợi tiểu thì sao, thì các bạn cũng lưu ý người ta đưa ra các khuyến cáo. Nếu như bệnh nhân mà thể tích dịch, thể tích máu của người ta bình thường không có mất thì chúng ta có thể dùng an tâm. Nhưng nếu bệnh nhân đang dùng lợi tiểu mà đặc biệt là lợi tiểu quai thì chúng ta nên giảm cái liều lợi tiểu quai khoảng độ 25-50%. Còn nếu như là bệnh nhân lại đang thừa dịch thì đó là một cái chỉ định rất là an tâm và chúng ta không cần phải điều chỉnh gì cái liều thuốc lợi tiểu cả. Nhưng nếu bệnh nhân mà lại đang thiếu dịch, ví dụ như bệnh nhân đang đường máu cao, người ta vẫn còn đi tiểu nhiều, thì chúng ta không nên sử dụng thuốc ức chế T2 cho đến khi chúng ta phải bù đủ dịch và đưa cái khối lượng tuần hoàn của bệnh nhân trở về bình thường. Thì đó là cái điều. Vậy thì quay trở lại cái bệnh nhân này, chúng ta thấy là cái gì? Chúng ta sẽ có thể tiếp tục điều trị theo cái phương án mà bệnh nhân đang có nếu như HbA1c bệnh nhân thay đổi, bệnh nhân ổn định. Nhưng mà vì bệnh nhân có ăn nguyên liệu báo hiệu là cái nguy cơ bệnh nhân sẽ bị các cái biến cố tim mạch thật lớn, thì chúng ta sẽ phải thêm vào cái điều trị thuốc ức chế T2 là cái thuốc mà tôi nghĩ là sẽ không chỉ giúp cho kiểm soát đường huyết an toàn hiệu quả, mà nó còn cái nhắm đến cái đích đó là dự phòng các cái biến cố tim mạch và bảo vệ thận cũng như là dự phòng cái suy tim ở bệnh nhân này. Thì đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ, cái phương án chúng ta lựa chọn cái điều trị hợp lý cho bệnh nhân số 3. Vâng, các bạn đồng nghiệp thân mến, như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc mà phát hiện ra albumin niệu nó giống như là một cái tiếng sét. Vậy thì chúng ta cần phải tầm soát albumin niệu như thế nào? Vậy thì xin ý kiến của cô Huyền là chúng ta tần suất chúng ta cần phải tầm soát như thế nào là hợp lý, và ở những nơi mà không thể nào làm được xét nghiệm mà microalbumin niệu thì chúng ta có những cái xét nghiệm gì, hoặc là chúng ta có những cái phương tiện gì để chúng ta có thể thay thế được không ạ? Đây là một cái vấn đề nó rất là hay. Chúng ta luôn luôn trong thực hành lâm sàng là chúng ta sẽ luôn luôn được hỏi là chúng ta có tầm soát albumin hay không, và chúng ta có cho nó thành thường quy hay không, đúng không? Thầy Bảy hay tôi thì Hạnh cũng có rất các nhiều cái bài nói và chia sẻ. Và như chúng ta đã biết, đúng không, với một bệnh nhân mà mới được phát hiện, nó có quy trình mới được phát hiện, đúng không, đái tháo đường, chúng tôi cho bệnh nhân khám toàn bộ bao gồm đánh giá cả microalbumin cũng như là khám cả mắt nữa, đúng không? Và nếu tùy theo cái mức độ nguy cơ của bệnh nhân, nếu như bệnh nhân trẻ những ca đầu thì cái tần suất mà để kiểm tra lại albumin là 6 đến 12 tháng. Với những ca thứ hai cũng không có yếu tố nguy cơ nhiều, không có cái tổn thương thận, đúng không? Mức lọc cầu thận còn ổn định thì tốc độ tần suất kiểm tra lại cái chức năng thận và albumin là 6 tháng. Với bệnh nhân thứ 3, nếu như mà đã 10 năm, yếu tố nguy cơ rõ ràng, nếu mức lọc cầu thận còn giảm hơn nữa, tức là mức lọc cầu thận xuống dưới 45 ml trên 1 phút, thì cái việc tầm soát ở đây là 3 tháng đến 6 tháng. Và thường nguy cơ càng cao ở những bệnh nhân có chạy thận thì cái tần suất nó là 3 tháng, nó rất là rõ ràng. Và chúng ta đã biết rồi, đừng đợi đến sét nổ mới giật mình. Chúng ta làm thế nào phải tránh sét, đúng không? Giống như thầy mình đã làm sao? Và có các cái khuyến cáo cụ thể, cũng như trong cái chương trình Jet Diamond chúng tôi đã tham gia nghiên cứu, thì cái việc mà lựa chọn cũng như đưa vào phân tầng nguy cơ với quần thể người Việt Nam thì càng khuyến cáo hậu thuẫn cho việc tầm soát microalbumin. Ở nơi không có thì chúng tôi dựa vào cái mức lọc cầu thận và làm creatinine, cũng như đánh giá hỏi các yếu tố nguy cơ đi kèm, mắc kèm của bệnh nhân là gì, huyết áp bệnh nhân như nào, lipid bệnh nhân có được kiểm soát hay không, mức lọc cầu thận của bệnh nhân tiến triển như thế nào, tất cả những cái đấy chúng tôi đưa vào dạng tầm soát. Và bây giờ tôi xin phép mà đi vào phần thảo luận. Tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi của các bạn đồng nghiệp. Và câu hỏi đầu tiên là: thưa Phó Giáo sư Huyền, em đang điều trị bệnh nhân bị tiểu đường type 2, bị tăng huyết áp, bị bệnh thận mãn tính giai đoạn 4, đạm niệu là 2,4 gram một ngày. Vậy thì trường hợp này sử dụng thuốc như thế nào để giảm được đạm niệu nhằm tránh bệnh thận tiến triển? Vâng, với một câu hỏi của quý đồng nghiệp, tức là đã bệnh nhân đái tháo đường type 2 mà tăng huyết áp, mà bệnh nhân có bệnh thận mạn giai đoạn 4, tiểu đạm là 2,4 gram, và sử dụng các thuốc như thế nào, không rõ là các cái mức lọc cầu thận của bệnh nhân như thế nào, và cái giai đoạn 4 của đồng nghiệp thì đồng nghiệp đã
đã có chạy thận nhân tạo hay chưa. Tôi sẽ đưa ra các ý kiến tham luận và sẽ có cả phần tham luận của thầy Bảy cũng như là thầy Hạnh ở đây. Thì như phần slide trước chúng ta đã nói, tùy vào cái mức độ nguy cơ để chúng ta đánh giá và tầm soát các mức tổn thương thận của bệnh nhân. Với những bệnh nhân này là tổn thương thận của đoạn 4 và tổn thương là rõ ràng, tức là làm thế nào để chúng ta trì hoãn tiến triển dẫn đến tử vong cũng như là chạy thận nhân tạo của bệnh nhân, thì chúng ta phải kiểm soát các vấn đề đường máu và không làm nặng thêm cái tiến triển suy thận cho bệnh nhân. Thì với những bệnh nhân giai đoạn 4 thì chúng ta có tất cả các cái thuốc chỉ định của chúng ta. Thì đa phần như thế sulfanil ure thì gần như là chúng ta không còn các cái chỉ định cho đoạn cuối, trừ glycazid thì chúng ta có thể thấy vẫn còn dùng, có qua được màng lọc của cầu thận, nhưng tuy nhiên thì trên lâm sàng chúng ta vẫn không sử dụng cho các cái bệnh nhân có bệnh thận giai đoạn cuối. Metformin là chống chỉ định khi mức lọc cầu thận xuống dưới 45 mg/phút, dùng chỉ còn là offline. Ức chế DB4 thì tùy các cái dòng thuốc khác nhau, trên thị trường Việt Nam chúng ta có các dòng phân tử như sitagliptin, vindagliptin, lindagliptin và sasagliptin, thì chỉ có lindagliptin là không có chỉnh liều trên các bệnh nhân suy thận, còn các cái phân tử còn lại như là vindagliptin, sitagliptin và sasagliptin thì chúng ta phải chỉnh liều theo mức lọc cầu thận. Nếu mức lọc cầu thận xuống dưới 50 ml/phút thì chúng ta giảm nửa liều của DB4, và mức lọc cầu thận xuống dưới 30 ml/phút ta suy thận giai đoạn cuối thì liều chỉ còn 1/4, tức là nếu như viên 100 là chúng ta chỉ còn 25 ml/phút. Ức chế trụ thể SGLT2 có dùng được hay không? Thì cho tất cả các khuyến cáo đến nay, bao gồm cả khuyến cáo của Việt Nam, vì đây là cái thuốc mà có chống tái hấp thu đường, chống tái hấp thu đường tại thận và nó cần thải đường của nước tiểu, thì đa phần các khuyến cáo cũng như các hướng dẫn điều trị chính thống thì đều được khuyến cáo với mức lọc cầu thận trên 45 ml/phút, kể cả phân tử dapagliflozin hay là empagliflozin. Nhưng tuy nhiên các cái nghiên cứu, trong các nghiên cứu người ta thấy rằng cũng như phần trình bày của thầy Bảy, với những bệnh nhân đã có tổn thương thận, có suy thận mà bệnh nhân vẫn được điều trị thì vẫn cải thiện trên các cái biến cố outcome, tức là giảm các tiến triển của bệnh thận mãn và có thể làm sao đảo ngược, đúng không? Một số những trường hợp có thể là đảo ngược cho microan niệu về từ đạm niệu đại thể, giật lùi về đạm niệu vi thể và có thể về đạm niệu bình thường. Nhưng tuy nhiên chúng ta hoàn toàn phải theo dõi, vì các cái khuyến cáo cho đến bây giờ, các khuyến cáo chính thống thì là với mức lọc cầu thận trên 45 ml/phút, và lựa chọn như vậy là còn insulin. Vâng, insulin thì chúng ta thấy nếu mức lọc cầu thận suy giảm như vậy thì chúng ta giảm liều. Nếu như bệnh nhân các suy thận trẻ đoạn cuối mức lọc cầu thận xuống dưới 15 ml/phút thì cái liều insulin chỉ còn 30% các tổng liều bình thường. Vậy chúng ta phải điều trị và chỉnh liều. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn kiểm soát tốt các cái bệnh, nếu như có huyết áp thì kiểm soát tốt huyết áp của bệnh nhân. Nếu không có chống chỉ định thì chúng ta có thể dùng các chạy thận thụ thể hoặc ức chế men chuyển để giảm tiếp cái vấn đề đạm niệu của bệnh nhân, dùng giảm các cái mỡ máu để giảm các cái tiến triển bệnh thận của bệnh nhân. Và đấy là chúng ta vẫn kết hợp kiểm soát đường máu, huyết áp, đúng không? Kiểm soát lipid máu cho bệnh nhân và chỉnh liều insulin có khi có thể. Vâng, như vậy là giáo sư Huyền đã trả lời cho chúng ta về cách chúng ta sử dụng thuốc điều trị tiểu đường. Chúng ta có thể sử dụng các thuốc huyết áp để đạt được mức huyết áp mục tiêu và sử dụng statin để đưa về mức statin mục tiêu. Vậy thì xin thầy Bảy, xin thầy cho thêm ý kiến về điều trị sử dụng thuốc huyết áp cũng như là điều trị các thuốc các thuốc để làm giảm LDL ở bệnh nhân này, thì thường thầy sẽ sử dụng những thuốc như thế nào? Và mức mục tiêu huyết áp cũng như là mục tiêu LDL thầy mong muốn đạt được ở bệnh nhân này là như thế nào? Với cái huyết áp ở bệnh nhân này thì tôi nghĩ là ít nhất phải xuống dưới 130/80, và chúng ta vẫn nhớ ADA khuyến cáo là càng thấp càng tốt, miễn là bệnh nhân dung nạp được. Nhưng mà dưới 130/80, nhưng cũng nhấn mạnh là thực tế các nghiên cứu cho thấy là cái mức mà huyết áp đạt được dưới 130/80 là thấp. Và cũng phải nhấn mạnh lại, và như vậy các bạn thấy là cái gì, là cái dữ liệu mà để chúng ta có thể điều trị kiểm soát tốt hơn cái bệnh thận mãn bệnh nhân này là có. Chúng ta đừng an tâm với việc là chúng ta cho thuốc huyết áp và cứ để huyết áp 130/135, chúng ta cần phải kiểm soát đường huyết áp tích cực hơn. Và đối với những lại cái thuốc huyết áp thì chúng ta thấy rõ ràng là bệnh nhân này, tôi nghĩ là có lẽ ức chế thụ thể là cái thuốc phù hợp nếu như bệnh nhân không có tăng kali máu quá mức. Và nếu như là các thuốc ức chế thụ thể, chúng ta đều biết là cái bằng chứng nhiều nhất có lẽ vẫn là IP sắc tăng, và sau đó là có thể là lô sắc tăng. Ngoài ra thì một số thuốc khác thì có thể
Và bệnh nhân này thì tôi nghĩ là nhiều khả năng thì là chắc chắn là sẽ phải hợp ít nhất là 2 cho đến 3 thuốc trở lên. Và chúng ta cũng cân nhắc bệnh thận giai đoạn 4 thì rất nhiều khả năng bệnh nhân có phù. Thì bên cạnh là chạy thụ thể, chạy nhanh canxi thì cái lợi hiệu qua đó là một cái lựa chọn hợp lý cho bệnh nhân này. Đối với thuốc mà điều trị rõ là lipid máu thì tôi nghĩ là bệnh nhân này chắc chắn là thuộc nhóm nguy cơ rất cao rồi. Chạy LDL chắc là cũng lại là càng thấp càng tốt, ít nhất phải dưới 1,7 đúng không ạ? Và tôi nghĩ là với bệnh nhân này thì bệnh thận mạn thì chắc là statin vẫn là một cái mà ưu tiên cho bệnh nhân, trừ khi là bệnh nhân có triglyceride quá cao. Nhưng mà nếu triglyceride quá cao thì dùng fibrat cho bệnh nhân mà suy thận giai đoạn bệnh thận mạn giai đoạn 4 cũng phải hết sức lưu ý và chúng ta cũng phải cân nhắc cái liều. Còn nhìn chung thì chắc là statin, atorvastatin hoặc rosuvastatin thì vẫn là cái điều trị lựa chọn hợp lý cho bệnh nhân. Các bạn đồng nghiệp thân mến, suy thận bây giờ được đánh giá là một yếu tố nguy cơ tim mạch rất cao. Và chính vì vậy mà ngoài việc chúng ta kiểm soát tốt đường huyết, ngoài việc chúng ta kiểm soát tốt huyết áp, chúng ta cũng cần phải đạt được mức LDL mục tiêu là dưới 1,8 mmol/lít. Và các thuốc điều trị để đạt được cái mức như vậy, như thầy Bảy nói, đó chính là chúng ta cần phải sử dụng atorvastatin hoặc là rosuvastatin liều phù hợp. Nếu như bệnh nhân chưa đạt được yêu cầu thì chúng ta có thể phối hợp thêm với ezetimibe. Tôi xin phép đi vào câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai của bạn đồng nghiệp là: nếu không quen sử dụng thang điểm chai PAP để phân loại xi gan thì có cách nào khác để chỉ định khởi đầu trị liệu dapagliflozin 5mg hoặc là 10mg trên bệnh nhân bị mắc bệnh lý gan hay không, và men gan tăng cao đến mức nào thì chúng ta không nên sử dụng dapagliflozin? Xin ý kiến của các thầy cô ạ. Xin thầy Bảy chia sẻ. Với các cái câu hỏi về các bệnh lý dùng thuốc, sử dụng thuốc đái đường trên các bệnh nhân có gan là một câu hỏi tương đối là khó khăn. Bởi vì tại sao? Bởi vì dữ liệu sẽ có rất là ít. Đặc biệt mà bạn lại muốn là đánh giá theo kiểu tắt, tức là không lại theo một cái bằng chứng nào mà để dựa vào trên chỉ có lâm sàng hay không, thì lại câu hỏi là khó hơn. Nhưng có lẽ là đối với các bệnh nhân mà có bệnh lý gan, nếu chúng ta vẫn thấy có lợi ích của nhóm thuốc này, chúng ta vẫn có thể dùng. Nhưng với điều kiện là thứ nhất là chúng ta nên bắt đầu chỉ dùng cái liều 5mg. Và cái thứ hai là theo quan niệm của tôi là nếu chúng ta thấy là cái sơ gan này cảm giác là nó còn bù thì chúng ta có thể dùng. Còn nếu mà đã mất bù rồi, ví dụ có cổ trướng rồi, tuần hoàn bằng hệ nhiều rồi, hoặc đã có tiền sử xuất huyết tiêu hóa rồi, có lẽ là chúng ta sẽ không sử dụng thuốc ức chế SGLT2 cho các bệnh nhân này. Và nói chung là các thuốc uống đều không sử dụng được cho bệnh nhân này, chứ không riêng gì ở thuốc ức chế SGLT2 ở bệnh nhân này. Về quan điểm của tôi thì thực ra đấy còn một cái vấn đề là men gan đến bao nhiêu, đúng không? Thực ra thì đa phần những trường hợp men gan tăng cao như trong chúng tôi và thầy Bảy thấy thực hành trên lâm sàng mà trên 2,5 lần bình thường thì đa phần là chúng tôi đã không sử dụng các cái thuốc uống. Và rất là khó, bây giờ con gan với quả trứng rất là khó nói là cái tình trạng sơ gan của bệnh nhân không đáp ứng hay là thuốc này làm nặng cái tình trạng sơ gan. Nên thực ra trong thực hành lâm sàng, cái an toàn chúng ta vẫn phải tính lên hàng đầu, và lại không muốn dùng sự chai push nữa để chúng ta tính. Thì nếu như mà như thế vậy, tôi hoàn toàn nhất trí, nếu sơ gan còn bù và cái tình trạng bệnh nhân còn tốt, chúng ta đánh giá các cái bi lăng về chức năng gan, bao gồm có các cái bi lăng tạo protein, tạo máu, em xét nghiệm là làm như thế nào, bệnh nhân có phù hay không, có cổ trướng hay không, các cái việc đào thải của bệnh nhân như thế nào, để chúng ta quyết định cái điều trị. Và an toàn nhất thì tôi vẫn lựa chọn đặc biệt là đây sử dụng là insulin, chứ cũng không phải là các cái thuốc đường uống. Nếu quan men gan thì các bạn cũng phải lưu ý có một cái thông tin là đối với các bệnh nhân đái tháo đường, và kể cả không phải đái tháo đường đâu, thì bây giờ cái gan nhiễm mỡ mà không do rượu hoặc do rượu thì đấy là một trong nguyên nhân chính gây sơ gan ở các nước phát triển và là nguyên nhân chính gây ra ung thư gan. Và một cái điều đáng mừng là rất nhiều các nghiên cứu gần đây chứng minh là các thuốc chế SGLT2 lại là một cái thuốc mà điều trị khá là tốt cho các trường hợp mà gan nhiễm mỡ. Và cái vai trò của nó có lẽ là còn mạnh mẽ và hy vọng hơn so với lại thuốc ức chế DHEA4. Thì đấy là một cái mà chúng ta sẽ lưu ý. Nếu chúng ta đánh giá là cái gan nhiễm mỡ tăng men gan thì chúng ta cũng có thể cân nhắc chúng ta sẽ sử dụng. Và chúng ta, nhưng mà tất nhiên là chúng ta sẽ phải theo dõi rất là kỹ lưỡng và sát sao. Đây là một câu hỏi rất hay. Bởi vì trên thực tế lâm sàng chúng ta cũng rất hay gặp. Đấy chính là xin thầy cô cho biết là em có một cái bệnh nhân nữ trên 50 tuổi mà làm xét nghiệm thì thấy bạch cầu niệu liên tục nhưng mà không có triệu chứng gì cả, thì liệu chúng ta có nên tiếp tục hoặc là khởi trị tiếp với thuốc ức chế SGLT2 hay không, và nên đánh giá bệnh nhân này như thế nào khi mà chỉ định thuốc SGLT2? Vâng, các bạn đều biết là cái nhiễm khuẩn tiết niệu là một cái biến chứng mà khá là thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường.
Nhưng mà chúng ta lại nhìn rộng ra thì nhiễm khuẩn tiết niệu là một tình trạng khá là phổ biến ở các bệnh nhân nữ lớn tuổi, đặc biệt là sau mãn kinh. Và đa phần các cái nhiễm khuẩn tiết niệu ở phụ nữ và đặc biệt là sau mãn kinh thường là không có triệu chứng. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là chúng ta đều biết là nếu chúng ta dùng ST2, chúng ta e ngại là cái nhiễm khuẩn tiết niệu của bệnh nhân sẽ nặng lên. Tuy nhiên ở đây có mấy cái điều lưu ý các bạn. Điều đầu tiên là thực sự là cái tác dụng phụ chính mà về mặt nhiễm khuẩn ở các bệnh nhân dùng ức chế ST2 lại là nhiễm nấm của đường sinh dục, chứ còn nhiễm khuẩn tiết niệu nó không phải một cái tỷ lệ cao, thậm chí có nghiên cứu thấy là nó cũng không cao hơn so với placebo. Tất nhiên là chúng ta vẫn phải lưu ý đối với các bệnh nhân lớn tuổi, đặc biệt là bệnh nhân nữ mãn kinh, vì cái lớp nhầy bảo vệ nó không còn, trên là cái sự xâm nhập của vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn ở đường tiêu hóa nó vào sẽ rất là cao. Vậy thì bây giờ câu hỏi thái độ điều trị ở bệnh nhân này là như thế nào thì vẫn phải đặt, chúng ta phải đặt lên cái bàn cân. Chúng ta thấy nếu một cái thuốc đây là một thuốc tốt, nó mong muốn chúng ta đạt được cái lợi ích, nhưng mà chúng ta e ngại cái nhiễm khuẩn tiết niệu, thì chúng ta có cái phương án là chúng ta sẽ điều trị nhiễm khuẩn bệnh nhân, và cái thứ hai nữa là chúng ta hướng dẫn bệnh nhân các biện pháp vệ sinh, và cái thứ ba nữa là một cái điều mà nhiều người quên nhắc bệnh nhân, đấy là bệnh nhân sẽ phải uống nhiều nước. Và tôi nhấn mạnh thêm một chút là cái chuyện điều trị nhiễm khuẩn, ngay cả những bệnh nhân mà đang điều trị trước đó không có nhiễm khuẩn tiết niệu, nhưng sau một thời gian điều trị ST2 xét nghiệm thấy có cái triệu chứng của nhiễm khuẩn tiết niệu, hoặc là thậm chí có bạch cầu niệu, tức là cái bằng chứng nhân quả nó rất là rõ ràng, thì người ta vẫn khuyến cáo là chúng ta cân nhắc cái chuyện là chúng ta nên điều trị và chúng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn, và chúng ta vẫn có thể tiếp tục được cái nhóm thuốc ức chế ST2, còn trừ khi nếu triệu chứng nó nặng hoặc là khó chịu, đặc biệt là cái nhiễm nấm nó ngứa ngáy nhiều thì chúng ta mới nên dùng, và sau một thời gian chúng ta điều trị chúng ta lại cân nhắc dùng lại nếu như là chúng ta vẫn mong muốn. Dạ vâng. Thực tế trên lâm sàng thì em cũng đã gặp một bệnh nhân mà đã đặt stent mạch vành, trước phân số tổng máu ép là khoảng 30%, và bệnh nhân bị tiểu đường, đang sử dụng thuốc ức chế SGLT2. Thế sau đó thì bệnh nhân xuất hiện đái buốt đái rát, và làm xét nghiệm thì có bạch cầu niệu dương tính, thậm chí bệnh nhân còn có sốt trên lâm sàng. Và sau đó thì em đã dừng thuốc SGLT2 và điều trị kháng sinh một thời gian thì bệnh nhân trở về nước tiểu bình thường. Thế thì bệnh nhân vì là cái lợi ích tim mạch rất là lớn, em cũng đã giải thích với bệnh nhân và bệnh nhân đồng ý chấp nhận sử dụng lại. Nhưng sau một thời gian khoảng hơn 2 tháng thì bệnh nhân lại tiếp tục xuất hiện một đợt nhiễm khuẩn tiết niệu như vậy nữa. Vậy thì xin ý kiến các thầy cô với trường hợp như này thì chúng ta có cái giải pháp gì để chúng ta có thể điều trị mang lại cái hiệu quả tốt hơn cho người bệnh về mặt tim mạch? Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta, nếu bạn vẫn nghĩ đấy là cái nhiễm khuẩn mà hậu quả của chuyện ức chế ST2, thì chúng ta lại phải cân nhắc cái chuyện là nếu mà nó tái phát lại như thế và nhiễm khuẩn có phải khá là nặng, có sốt và cái nguy cơ sốc nhiễm khuẩn rất là cao vì do E. coli, gram âm, thì chúng ta an toàn chúng ta nên ngừng. Và cái điều thứ hai quan trọng nữa là chúng ta phải xem xét là cái lần thứ nhất chúng ta điều trị nó đã đủ hay chưa, đủ liều, đủ thời gian hay chưa, đã đảm bảo thực sự an toàn hay chưa. Cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ phải đánh giá xem các yếu tố nguy cơ khác của nhiễm khuẩn tiết niệu, ví dụ như là sỏi chẳng hạn. Một cái sỏi mà chúng ta có thể bỏ sót đấy là sỏi URAS, nó có thể có sỏi, nó có thể có thêm các yếu tố khác nữa, để bệnh nhân béo hay cái gì đấy mà cái nhiễm nấm nó lên nữa, chúng ta đánh giá, chúng ta vẫn có thể thử lại được, nhưng mà khi chúng ta có đầy đủ tất cả các dữ liệu. Nhưng mà nếu mà hai lần mà lại nhiễm khuẩn nặng như thế, chúng ta phải hết sức lưu ý. Thực ra thì cái nhiễm khuẩn tiết niệu ở người cao tuổi rất là nhiều, như thầy Bạch cũng có đề cập, để chúng ta thấy có các đặc biệt cái giai đoạn xung quanh mãn kinh và tiền mãn kinh, người ta gọi là tái nhiễm khuẩn tiết niệu dai dẳng và có tái phát, thậm chí nó có thể sốt đi sốt lại. Thế nhưng mà chúng ta thấy làm rõ, thứ nhất là có các cái tiểu buốt tiểu rát mà không do nhiễm khuẩn, và các cái tiểu buốt tiểu rát do nhiễm khuẩn, nó liên quan đến các cái giai đoạn mãn kinh thì bệnh nhân có các triệu chứng như nhiễm khuẩn tiết niệu, nhưng mà thường thì chúng tôi sẽ làm khá là chuẩn. Nếu những cái thế thì chúng ta nên, từ đấy chúng ta nếu cấy được nước tiểu chúng ta nên cấy đi, xem cụ thể là kháng sinh là loại gì, điều trị dứt điểm. Và còn một trong những kinh nghiệm của chúng ta tái đi tái lại như vậy, đúng không, thì chúng ta nên điều trị cả partner nữa, chứ không chỉ điều trị một mình bệnh nhân nữa. Thì nếu như chúng ta không chắc là việc đấy có phải ức chế SGLT2 hay không, thì chúng ta mạnh dạn điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu dứt điểm. Còn cá nhân tôi thì tôi thấy cái việc mà rào cản của nhiễm khuẩn tiết niệu làm phải ngừng hay là không sử dụng SGLT2 thì gặp rất là không nhiều. Thực sự là không nhiều, nó hoàn toàn có thể sử dụng. Và chúng như tôi nhất trí với ý kiến thầy Bảy là giáo dục bệnh nhân, kể cả bệnh nhân không có nhiễm khuẩn tiết niệu chúng ta cũng vẫn phải giáo dục, kể cả bệnh nhân sử dụng bình thường cũng phải cố gắng duy trì uống đủ nước ở trong ngày, khuyên các bệnh nhân thì uống vào buổi sáng, uống buổi sáng và uống đủ nước để tránh, để có thể nó làm gia tăng cái tần suất đi tiểu sau khi dùng thuốc, đúng không, và hướng dẫn vệ sinh. Thế còn các cái báo cáo và ghi nhận thì cái tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu cũng không phải là quá đáng quan ngại trong việc sử dụng SGLT2. Vâng.
Đây là một câu hỏi mang tính rất rất thực hành lâm sàng ạ. Các nghiên cứu của DAPA cho thấy là liều 50g có hiệu quả kiểm soát đường huyết gần tương đương với liều 10, nhưng mà giá của hai mức lại bằng nhau. Vậy thì để tiết kiệm chi phí thì em có thể bẻ đôi cái viên 10 ra để trở thành viên 5 và em dùng được 2 ngày không ạ? Thực ra trong các cái nghiên cứu thì người ta có chỉ có những cái nghiên cứu trong lâm sàng, tôi gọi là cái nghiên cứu cái liều hiệu quả, mà gọi là effective dose. Trong các nghiên cứu và người ta chỉ rằng trong các có liều 5, liều 10 và thậm chí liều cao hơn nữa, thì cái liều nào mà trên lâm sàng là có hiệu quả nhất trong việc thực hành liều trị, và cũng như trong các cái khuyến cáo thì cái liều nó là liều 10. Còn liệu việc cái viên bẻ đôi ra nó có tác dụng điều trị nữa hay không, thì theo khuyến cáo của hãng thì cái viên bẻ đôi ra thì vẫn có thể sử dụng. Nhưng cái liều khuyến cáo mà người ta không ghi nhận, cũng như là bạn đặt câu hỏi có đề cập, người ta không thấy sự khác biệt nhiều giữa cái việc liều của 10 và liều của 5, nhưng với cái hiệu quả trên việc kiểm soát đường máu cũng như hiệu quả trên các cái biến cố, thì với cái ghi nhận của cái nghiên cứu về liều hiệu quả thì người ta ghi nhận với cái liều 10, và trong các cái khuyến cáo thì chỉ có của Mỹ là khởi trị là 5 nên sau đó chỉnh liều sang cái 10, còn đa phần các cái khuyến cáo thì vẫn ghi nhận là sử dụng liều 10. Vâng. Như vậy là chúng ta thấy rằng là nó cũng gần giống như tương tự như statin, tức là để đạt được cái hiệu quả hạ LDL thì đôi khi chúng ta chỉ cần dùng liều tương đối là thấp thôi, nhưng mà để giảm được biến cố tim mạch thì chúng ta cần phải sử dụng liều cao và sử dụng kéo dài. Một câu hỏi rất hay của các bạn đồng nghiệp, mà đấy là các thầy cô, xin các thầy cô cho biết là bệnh nhân bị rối loạn tiểu, tức là đi tiểu nhiều lần hoặc là lượng nước tiểu ít, tương tự như vậy thì ở bệnh nhân nam bị phì đại tuyến tiền liệt, thì những bệnh nhân này thì có dùng được dapagliflozin hay không ạ? Với những bệnh nhân nam mà có phì đại tuyến tiền liệt, đặc biệt chúng ta đã biết cái tỷ lệ mà chúng ta phải sàng lọc liên quan đến các bệnh lý tiền liệt tuyến thì ngoài 40, với những yếu tố có nguy cơ cao là chúng ta phải sàng lọc các liên quan đến các bệnh lý của tiền liệt tuyến, đặc biệt là ung thư tiền liệt tuyến. Còn nếu không có thuộc diện nguy cơ cao thì trên 50 tuổi là có cái sàng lọc. Vậy bây giờ bệnh nhân có các cái rối loạn tiểu tiện và cụ thể xem có phì đại tuyến tiền liệt hay không, và có ảnh hưởng có liên quan đến các hội chứng của đường niệu dưới, tức là có làm gia tăng các tắc nghẽn hay không, vì có sử dụng hay không, thì thứ nhất chúng ta cũng phải điều trị cái bệnh chính, cái bệnh nền của bệnh nhân là tiền liệt tuyến. Chúng ta có sử dụng các thuốc cải thiện các cái co thắt của cổ bằng quang hay không, sử dụng những cái thuốc có làm giảm cái phì đại, đặc biệt là các cái tăng sinh hồ sơ của tiền liệt tuyến hay không. Chúng ta vẫn phải duy trì cái bệnh nền. Và cái việc nếu như bây giờ chúng ta cũng chưa chắc chắn là cái thuốc đấy khởi trị, cái việc là chúng ta phải quan điểm chúng ta dùng SGLT2 để làm gì. Nếu bệnh nhân có nguy cơ một cách rõ ràng, bệnh nhân kiểm soát được vấn đề đường máu tốt và bệnh nhân kiểm soát được cái bệnh nền liên quan đến tiền liệt tuyến, thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể sử dụng được. Còn khi chúng ta khởi trị cái SGLT2 trên một cái nền bệnh nhân chúng ta chưa chắc chắn là cái triệu chứng của đường tiểu dưới đấy nó có liên quan hay không, thì giai đoạn đầu tôi đề nghị là chúng ta phải giải quyết các triệu chứng của đường niệu dưới một cách triệt để đã, sau đó thì chúng ta mới cân nhắc việc khởi trị SGLT2. Dạ vâng. Một câu hỏi rất hay, đấy là nhờ các thầy cô giải đáp là để tầm soát biến chứng thận thì chúng ta nên sử dụng mức lọc cầu thận hay là chúng ta nên sử dụng xét nghiệm đạm niệu, và biện pháp nào thì hiệu quả hơn và chính xác hơn? Để sàng lọc biến chứng thận các bệnh nhân đáy đường, người ta vẫn khuyến cáo là chúng ta sẽ phải sử dụng là albumin niệu, và tốt nhất là sử dụng tỷ lệ albumin niệu trên creatinine niệu. Đấy là cái sàng lọc. Còn tuy nhiên thì chúng ta cũng phải thường là phải đo đồng thời hoặc là tính cái mức lọc cầu thận dựa trên xét nghiệm creatinine máu để chúng ta đánh giá. Các bạn chỗ này các bạn phân biệt giữa hai cái, người ta gọi là bệnh thận do đái tháo đường và bệnh thận mạng. Nếu như mà muốn chẩn đoán bệnh thận mạng, chúng ta để chẩn đoán bệnh thận ấy, do đái đường, thì chúng ta sử dụng cái thông số albumin niệu hoặc albumin trên creatinine niệu. Nếu nó dương tính thì chúng ta chẩn đoán là có bệnh thận do đái đường. Còn nếu chúng ta sẽ sử dụng thêm cái mức lọc cầu thận là để đánh giá bệnh thận mạng nói chung hoặc là bệnh thận mạng do đái đường, vì định nghĩa bệnh thận mạng do đái đường có nghĩa là albumin niệu dương tính hoặc là mức lọc cầu thận giảm hoặc là cả hai trong một thời gian kéo dài. Đấy, và thực ra thì chúng ta phải khẳng định thêm, nếu như để
chẩn đoán bệnh thận mạng, chúng ta sử dụng mức lọc cầu thận, chúng ta có các cái công thức khác nhau, có thể các công thức liên quan đến cân nặng và các công thức không liên quan đến đến cân nặng như MDRD hoặc các growth vân vân, thì chúng ta thấy cái việc tồn tại của mức lọc cầu thận giảm nó phải 3 tháng trở lên được khẳng định, nó 3 tháng trở lên thì chúng ta mới chẩn đoán là cái bệnh thận mạng. Còn lại liên quan đến việc sàng lọc, tức là chúng ta xem bệnh nhân có các bệnh lý trên bệnh nhân đái tháo đường đó, việc đánh giá microalbumin niệu hoặc là chỉ số microalbumin niệu như thầy bảy nói ACR là chúng ta để tầm soát các biến chứng bệnh nhân đấy có nguy cơ các cái tổn thương bệnh thận do đái tháo đường hay không, hoặc là phát triển các tiến triển của bệnh thận mạng hay không. Cho chúng ta phải xem các thông số đấy đích để làm gì, và khi chúng ta đã có cái đích rồi thì việc chúng ta theo tiến triển cái mức lọc cầu thận giảm đi hay micro tăng lên, tức là một dấu chỉ không tốt của bệnh thận đái tháo đường. Thế còn nếu như mức lọc cầu thận được duy trì ở mức ổn định và microalbumin niệu hoặc là đạm niệu đại thể quay đầu ngược trở lại giống như trong cái nghiên cứu đã được báo cáo như kiểu declare, thì chúng ta đã thấy rằng đấy là một dấu chỉ tốt lên của việc kiểm soát vấn đề bệnh thận của đái tháo đường. Vâng, và còn rất nhiều các câu hỏi khác của các bạn đồng nghiệp. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc, và chúng tôi biết rằng là sẽ còn rất